Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, tính ra ngày của Đức ấy. Hôm nay là ngày thứ ba, sáng thứ ba đó thì cách đây khoảng 2 ngày thì phải, thứ hôm hôm thứ chủ nhật hôm chủ nhật hay là thứ bảy gì đó. Có một có cái ông Hữu Phúc Punyawa mà ở trong trong rừng mình này, trong rừng mình bây giờ có cái ông tên là một cái Phật tử tên là Punyawa Hữu Phúc, ông cứ gửi cho tôi một cái link là cái một bài viết của ai đó về cái đề tài gọi là nhân mùa Vu Lan, mà nói về cách ngày Mục Liên. Thì cái bài viết đó là một bài viết của một người nào đó có nghiên cứu kinh điển Nam Tông khá kỹ. Bài viết đó thì đối với tôi không có gì để bàn, nhưng mà khi mà tôi đọc bài bài đó, và tôi có gửi một một cái message riêng, xin lỗi, một cái message riêng cho Hữu Phúc. Tôi dặn là đến ngày thứ ba tức là sáng hôm nay, bắt đầu buổi giảng của tôi, xin nhắc là tôi nói mà một câu về cái chuyện tâm tịnh nhục. Rồi xong rồi mình sẽ bắt đầu bài học mới, bài học sẽ tiếp tục bài học tương ưng bộ kinh, không có mắc mới gì chuyện Vu Lan hay là chuyện tam tịnh nhục nữa. Hello, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Xin thưa với đại chúng một chuyện, đó là cái tam tịnh dục đó, là không thấy, không nghe và không nghi. Thì cái không thấy ở đây có nghĩa là không tận mắt mình nhìn thấy, không tận mắt mình nhìn thấy cái con thịt. Ở đây tôi gọi là con thịt ở đây tức là bao gồm con cá, con thú nào đó, con cá, con thú, con chim mà bị người ta giết trước mắt mình á, mình không có thấy, đó gọi là không thấy, không tận mắt thấy người ta sát sanh cho mình. Người ta sát sanh cho ai đó mắc mới thì mình thì thôi, nhưng mà họ mình biết là người ta giết cái đó để cho mình ăn á, mà mình tận mắt mình thấy đó là tận mắt thấy là không được, đó gọi là thấy. Cái tâm định dục như là cái món ăn nó không, mình không tận mắt thấy người ta giết. Thứ hai đó, cái thứ hai này mới là mệt mỏi nè, không nghe. Không nghe, không thấy, nghĩa là không tận mắt thấy người ta giết. Không nghe ở đây đó không có phải là không, cái nghe đây không phải là nghe cái tiếng con thú nó kêu. Ở đây đó là nghe, không nghe ai, là nghe người đó, không nghe ai. Nói gì về chuyện đó không phải, không đi đường nữa chứ, không phải nghe con vật kêu đó. Phải nhớ dùng cái chỗ này quan trọng nha. Không thấy không nghe, có rất là nhiều vị, có nhiều rất là nhiều vị Phật tử hiểu lầm cái này, nói không nghe đây có nghĩa là không có nghe con cái tiếng cái con vật đó nó kêu lúc bị giết, không phải. Mà không nghe đây là không nghe con người, có nghĩa là ví dụ như bây giờ ông Nguyễn Văn A, ông mời tôi về ăn cơm, nhưng mà tôi nghe ông B có nói sai sai gần gần, ông B nói là bữa nay đó ông A ông có giết được, ông có đi rừng ông bắt được con nai đã lắm, nghe là ông có làm thịt nai ông mời sư ăn. Hoặc là anh nay nhà ông A đó, ông có ông B ông C ông F có giết gà, nghe nó có mời sư ăn cơm nên họ có giết gà. Thì cái nghe này là nghe con người,
chứ không phải là nghe cái tiếng con vật nó kêu. Vì sao? Vì các vị tưởng tượng đi, có bao nhiêu cơ hội trong đời của quý vị mà nghe được cái tiếng con vật đó nó kêu khi mà nó bị giết. Tôi ví dụ như là nghêu, sò, ốc, hến, cá, tôm, những cái con này khi mình giết nó làm sao mà nó kêu cho được? Mà nếu mấy con này nó có kêu thì tôi không làm sao mà tôi dám ăn, hay nó thành thành quỷ rồi nha. Giết con cá, con cua mà nó lên tiếng nó kêu được nó thì chết rồi nha. Cho nên xin bà con nhớ dùm cái chỗ này đấy, thì không có phải là nghe cái tiếng của Phật đó nó kêu, mà là nghe cái tiếng ai đó nói, nghe cái dư luận phong thanh đó, nghe ai đó râm ran, họ nói xa nói gần về cái chuyện đó, đời vậy đó. Tức là không có nghe ai mà nhắc nhở gì chuyện đó hết. Còn cái không nghi ở đây là gì? Không nghi ở đây đó là cái chữ phạn là Parisanghita. Parisanghita có nghĩa là ngờ vực, nghi hoặc. Parisanghita, chữ Parisanghita có nghĩa là ngờ vực hay nghi hoặc. Có nghĩa là tôi không có tận mắt thấy người ta giết, tôi không có nghe ai nói xa nói gần gì, nói gián tiếp, nói trực tiếp, nói mơ hồ, nói cụ thể gì cái chuyện đó hết. Nhưng mà riêng phần tôi nghi là thí dụ như hồi nãy tôi vô, sao tôi nghe tôi mới bước vào nhà tôi thấy vợ chồng con cái đang đi rượt gà, đi rượt con gà đó. Đi rượt gà rồi tôi thấy đi rượt thôi chứ tôi không thấy giết. Mà lúc mà tôi cũng không nghe cái tiếng gà nó kêu nữa. Rồi lát sau tới lúc dọn lên thì tôi thấy có thịt gà, thì lúc đó tôi mới nghĩ rằng à, cái con gà này nè, có thể là hồi nãy mình vô mình thấy đó, hồi nãy mình vô mình thấy gia đình họ là đi rượt đó, chắc là con này nè. Thì theo luật á thì tôi nghĩ như vậy, tôi không được ăn cái món đó. Không được ăn cái món đó. Mà một cái món thịt, món cá được xem là tịnh nhục, tức là thịt sạch á. Không biết ở đây các vị có biết cái chữ ngựa ở bên hải ngoại, chắc biết chữ này, chữ halal, các vị biết không? Nhất là dân Mỹ mà nói rằng không biết chữ halal này cũng lạ. Mấy ông thì có thể không biết, nhưng mà mấy bà đó chắc phải biết. Tức là bên Mỹ nó có những cái tiệm mà bán, tôi nói các lẽ các vị ngạc nhiên. Vì tại sao tôi biết cái đó, nhưng mà cũng ngẫu nhiên đã lâu ở một nơi thì mình biết cái văn hóa xứ đó thôi. Tức là bên Mỹ là một xứ hiệp Trung Quốc, thì nó có rất là nhiều dân tộc sống ở đó. Nhưng mà đặc biệt là mình thấy như châu Á mình á, thì phải người Việt Nam, người Thái, người Lào, người Đại Hàn đi đâu đó, thì cũng có cái tiệm bán thức ăn của mình ở đó hết. Cái thành phố của Jacksonville ở bên Florida đó, nó cũng tương đối là vắng dân cư không có nhiều. Vậy đó chứ cũng có tiệm Đại Hàn, tiệm Miên, tiệm Nhật, tiệm Việt, tiệm Thái. Thì còn ở những thành phố lớn như là San Francisco, Los, hay là Houston, hay là Seattle, Cali, San Jose, rất là nhiều. Thì ở bên đó mình thấy có những cái tiệm mà nó bán thức ăn của người Thổ, của người Pakistan, của người Tamil. Thì ở đó, những cái dân Hồi giáo đó, của những cái tiệm thức ăn mà họ để là ở đây có bán thịt halal, tức có nghĩa là thịt sạch. Thịt sạch có nghĩa là cái thịt sạch theo cái tiêu chuẩn của Hồi giáo, tiêu chuẩn của Kinh Quan đó. Có nghĩa là cái thịt đó là không, là nó phải do mình giết, hoặc là phải, nó là, chứ còn không phải là con thú bệnh. Thứ hai nữa là nó phải được sạch máu. Thứ ba nữa là trước khi mà giết người ta đó thực hiện những nghi thức tôn giáo trước khi mình giết thịt đó, đó là con tuy người Hồi giáo họ cũng ăn thịt heo, cho nên họ ăn bò, cừu, dê mà thôi, chứ họ không ăn thịt heo. Thì những loại thịt đó, những con bò, thịt cừu, dê đó mà muốn đem ra bán cho đồng đạo của họ ăn đó, đồng đạo là những người đạo Hồi á, thì họ phải tiến hành, họ phải bảo đảm. Tức là lô thịt này nó có đủ ba cái tiêu chuẩn đó, tức là nó phải sạch máu này, rồi nó phải là con thú giết, phải thú bệnh, rồi cái thứ ba nữa không phải bệnh, không phải chết, không gọi là không phải chết tự nhiên,
Cái thứ ba đó, nó phải được trải qua một cái giây phút mà làm lễ thánh tẩy theo cái nghi thức kinh Quran. Thì cái thịt đó là thịt halal, halal meat. Tôi nói dài dòng về để cho biết rằng là cái tiêu chuẩn ăn uống của các tôn giáo nó cũng có điểm giống nhau. Còn bên mình á, bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì tuyệt đối tăng ni Phật tử tuyệt đối không có giết, đã đành rồi. Mà còn điều thứ hai nữa là tuyệt đối cái món thịt cá mà mình ăn nó phải nằm ngoài ba cái trường hợp là tận mắt thấy cái con vật bị giết, thứ hai là không nghe ai, cái tiếng ai này quan trọng, ai là người đó chứ không phải là vật, mà không nghe ai, ai đây chỉ cho con người, không nghe ai nói gì về cái chuyện đó hết. Và cái thứ ba là bụng mình á, không có hoang mang, không có ngờ vực, không có nghi ngờ. Chứ xin quý vị sau cái buổi giảng này làm ơn đừng có bao giờ, mà nghĩ rằng nghe đây tức là nghe cái con vật đó kêu là không có được. Thì cứ như vậy đó. Tại sao tôi nhấn mạnh cái đó là bởi vì ở trong cái bài viết vừa rồi về vấn đề Vu Lan á, về một liên thanh đề đó, thì bài viết nó rất là xuất sắc, rất là chuẩn, nhưng có hơi có chút hiểu lầm chỗ này, có chút trục trặc chỗ này. Tôi không rõ là tác giả của bài viết đó là ai, nhưng mà tôi đọc rất là giật mình. Giật mình tôi mới chợt nhớ là xưa nay tôi đã từng nghe nhiều Phật tử hiểu lầm chỗ này, trong khi Phật tử năm tông mà lại hiểu lầm nghe cái chỗ này cũng hơi kẹt, hơi kẹt nha. Cái nghe đây tôi nhấn mạnh nghe ở đây đó không có nghe nghe ở đây không có nghĩa là nghe cái con vật đó nó kêu, mà nghe người, không có nghe ai đã nói sai gần gì chuyện nó hết rồi xong. Bây giờ đó là mình đi vô trong cái chánh kinh của cái bài học hôm nay, đó là cái bài kinh Nhật Thiền Tử. Thì chúng ta biết rằng ở trong kinh điển Nguyên Thủy nói rằng là có rất là nhiều cái vị trời chủ quản một cái nơi chốn đặc biệt nào đó, có một cái nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Cái gì đó chỉ rất là bình thường, ví dụ như là ông lái đò đó thì chuyên trách cái chuyện chèo đò cho người ta. Mặc dù bên cạnh ông lái đò đó thì cũng có nhiều người khi cần, mà nếu mà họ có xuồng, có cái thuyền, có ghe thì họ cũng có thể đưa người khác qua sông, chứ không hẳn là phải là ông lái đò. Tuy nhiên ông lái đò là cái người chuyên trách đưa mọi người qua sông. Thì trong thời vừa rồi cái ông xích lô đó là ông chuyên đạp xích lô, mặc dù xích lô đó ngoài ông ra người khác họ cũng đạp được, chứ không nhất thiết phải là ông xích lô mới đạp, nhưng mà riêng xích lô cũng chuyên trách cái chuyện đó. Thì ở trong cái trời đất bao la này nè, nó cũng có những cái vị thiên tử, có những cái vị phi nhân mà họ chuyên trách một cái chuyện gì đó. Ví dụ như thiên vương Bách Chuân á, tôi nhớ tôi có từng nói qua cái vị này, Bách Chuân á, vị này là chuyên trách về vấn đề là mưa. Thuộc cõi tứ thiên thiên vương. Chuyên trách việc làm mưa đó. Thì hôm đó tôi nhớ tôi có từng nói qua chuyện này, là những cái hiện tượng mưa gió, sấm chớp, lũ lụt, nó có nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ có một nha. Tôi xin nói rõ chỗ này, mai mốt đừng hiểu lầm tội nghiệp tôi, mà cũng mà tội nghiệp nhất là quý vị, chứ không phải tội nghiệp tôi bao nhiêu mối án, mà quý vị mới tội nghiệp. Là nhớ kỹ về những cái hiện tượng thiên nhiên đó, nó gồm có nhiều cái lý do, nhiều trường hợp mà nó xảy ra chứ không phải là một. Thứ nhất là hiện tượng thiên nhiên không có ai can thiệp hết, có nghĩa là đúng cái mùa xuân thì vạn vật nó phải như vậy, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì vạn vật nó như vậy. Vạn vật xuân vinh thu hữu khô, có nghĩa là cái mùa 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 thu mùa 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 xuân đó thì nó tươi tốt, nó thạnh mậu, nhưng mà tới mùa thu mùa hè đó thì nó héo úa, tàn phai, rơi rụng, xác xơ. Diễn diễn thiên nhiên không ai can thiệp hết. Nhưng mà nó có trường hợp thứ hai, đó là cái sự can thiệp của những người có thần thông, thí dụ như chư thiên hoặc là các hàng giả xoa tu la, trong một cái trường hợp đặc biệt nào đó thì người ta cũng có thể dùng thần thông để người ta tạo ra mưa gió.
vì một một mục đích riêng của họ. Có trường hợp đó. Cho nên rồi mình rồi trường hợp thứ ba đó là do cái nghiệp của chúng sinh. Có nghĩa là do cái chúng sinh, do chúng sinh ở một cái vùng đất, một cái địa phương, một cái nơi chốn nào đó, họ có những cái trọng nghiệp đặc biệt. Trọng nghiệp đặc biệt thì cái trọng nghiệp đó đó nó cũng có thể khiến cho những cái hiện tượng thiên nhiên này nọ đó nó xảy ra. Thí dụ như dân chúng ở một địa phương nào đó mà ăn ở thất đức quá đi, thì nó có thể xảy ra cái hiện tượng lục lọi, nó tác động nên nó chiêu cảm, phải xài cái chữ chiêu cảm đó, nó chiêu cảm đến thiên nhiên, nó mới tạo ra cái hiện tượng là mưa gió sái mùa, hoặc là hạn hán lũ lụt, dông bão động đất núi lửa sóng thần. Nên nhớ dùm ba cái này, là chép và dùm ba cái nguyên nhân này nha. Một là hiện tượng tự nhiên của thiên nhiên, của trời đất, có nghĩa là vào thời điểm đó thì mọi sự nó phải diễn ra như vậy như vậy như vậy, chỉ nó tự nhiên, dầu ở chỗ đó có người hay là không có người thì tự nhiên vào ngày đó giờ đó nó phải như vậy thôi. Rồi cái trường hợp thứ hai là do cái sự can thiệp của ai đó. Vì rồi trường hợp thứ ba đó là do cái duyên nghiệp và cái phước tội của chúng sinh nó tác động nha. Cho nên ở đây đó, trước khi bắt đầu bài kinh thì tôi phải nói một dòng như vậy để tôi nói cái chi. Tôi muốn nói rằng trong kinh nói rằng là có những cái vị trời đặc biệt là chuyên trách cái chuyện là mưa, làm mưa, chuyên trách cái chuyện làm gió, chuyên trách cái chuyện làm sấm chớp, chuyên trách làm cái chuyện lại như giống như chủ quản, hay là chuyên trách cái chuyện mà lục lội hay là hạn hán. Họ theo dõi giống như những cái nhà khoa học vậy đó, họ theo dõi chuyện đó trong cái cõi nhân gian. Thì trong trường hợp này nè, hôm nay chúng ta học về cái vị thiên tử gọi là Nhật thiên tử và Nguyệt thiên tử. Thì cái ông mà Surya này nè, ông là một cái vị trời, vị thiên tử sống ở trên mặt trời đó. Ông chuyên trách cái chuyện ánh sáng, ánh nắng. Rồi cái vị Chandima này nó là cái vị thiên tử sống trên mặt trăng. Vị này đảm bảo cái sự vận hành của mặt trăng. Vì như vậy thôi. Thì nói như vậy không có nghĩa là mấy ông này ông toàn quyền muốn làm gì cũng làm, muốn cho tối thì tối, cho sáng thì sáng, không phải. Nhưng mà này là cho có vậy đó. Tức là cái ông là cái vị thay chỗ ở mênh mông, nhưng mà do cái phước nghiệp, cái sở thích, cái khuynh hướng nhiều đời của ông, khi mà ông có đủ phước thì ông có mặt ngay cái chỗ đó để ông câu sóc cái chuyện đó, câu sóc lỗng dần đó coi nó có cái gì bất thường hay không. Thì ở đây chúng ta thấy hai bài kinh này nó có một nội dung thôi, đó là ông Nhật thiên tử và Nguyệt thiên tử, một ông sống ở mặt trăng, ông sống ở mặt trời. Quý vị có thể ngạc nhiên là với một cái nhiệt độ mà mấy ngàn độ như mặt trời làm sao ai ở được. Thì đúng, ai đây có nghĩa là người thú từ cái hành tinh của mình á lên trên đó thì chịu không nổi, đúng. Nhưng mà đối với những vị mà họ là chư thiên, là loài hóa sanh á, thì chỉ nó không có gì hết, bình thường thôi. Chỉ nó rất là bình thường. Chị Trân Kinh nói rằng là cái hiện tượng mà Nhật thực, Nguyệt thực á, nó cũng có hai trường hợp. Một là đó là hiện tượng thiên nhiên, lấy một cái nhìn từ địa cầu á, thì khi mà mặt trăng, mặt trời, một trái đất mà nó được xếp thành một cái đường thẳng á, thì nó mới tạo ra cái hiện tượng. Khi mà nhưng mà ba cái này mà nó di chuyển theo cái quỹ đạo thiên nhiên trong vũ trụ gì đó, thì có lúc mà khi mà nó đứng nó một lúc đặc biệt rồi đó, mà nó xếp một cái hàng dọc như vậy, thì nó sẽ tạo ra hiện tượng Nhật thực, Nguyệt thực. Đây là một cái hiện tượng rất là tự nhiên, có gì hết. Nhưng mà nó có trường hợp thứ hai là có một cái vị thiên tử tên là Rahu. Ông là ông giỡn đó, ông giỡn, ông nuốt. Ông này lâu lâu ông giỡn, ông niệm nuốt. Ông nuốt là ông ngậm á, ông ngậm cái mặt trăng, ông ngậm mặt trời trong miệng. Cái là ông nói một cách nôm na là ông nhốt. Ông vẫn chơi đó, ông trong kinh ông rất là lớn. Trong chú giải chỗ này giải thích rất là rõ, mà tại tôi không muốn dịch. Để dịch ra nghe nó kỳ nha. Dịch ra chi tiết là từ cái hai cái lông mày ông nó cách nhau bao xa. Rồi cái đầu gối của ông, cái hai cái vai ổng, cái khoảng cách hai vai ổng là mấy trăm vô tuần vậy đó.
và ông cao lớn đến mức mà cái từ cái đại đại dương mà cái chỗ sâu nhất của biển đó, là chỉ tới đầu gối của ông thôi. Đây là một vị thiên tử rất là lớn, lớn lắm, to lắm. Do cái phước nghiệp nhiều đời của ông làm một cái vị chúa, chúa Atula, chúa Atula, chúa Atula ở đây tiếng Pali kêu là Asurin đó. Mà chúa đây không phải là số 1 nha, chúa đây có nghĩa là ông là một cái vị chúa Atula. Ông là một trong những vị xếp xong, ông là một trong những vị xếp xong thôi, ông là một trong những vị xếp xong, xếp xong của cái loài Atula, Atula thiên, xếp xong của cái loài Atula, chứ không phải là ông là số 1. Với bằng chứng các vị coi trong kinh này này, các vị thấy có ông Vipachitti cũng là vua Atula, vua đây nghĩa là chúa đó, chứ không phải vua, hiểu được cái nghĩa của mình, cái nghĩa là mấy ông này là mấy ông xếp chủ quản về cái loài Atula. Thì cái ông Rahu này nè, có bữa đó ông nghịch, ông ngậm cái mặt trời, cái lúc ông ngậm cái mặt trăng, thì những lần mà ông ngậm như vậy là tạo ra cái hiện tượng nhật thực cùng nguyệt thực. Thì hai cái vị này họ hoảng sợ, trong lúc họ hoảng sợ như vậy họ đã niệm tưởng đến cái hồng danh của Đức Phật. Họ niệm tưởng cái hồng danh của Đức Phật, họ niệm tưởng đến Đức Phật, thì chúng ta thấy rồi, Bạch Thế Tôn ngài là bậc đã giải thoát, và bây giờ chúng con bị nguy khốn thì xin cũng con xin quy ở ngài, lúc sợ hãi họ chỉ niệm vậy thôi. Mà trong đây có nói rõ, trong chú giải có nói rõ là hai cái vị này nè, hai cái vị này nè là đã là hai vị thánh tu đầu quần. Chỗ này phải ghi rõ cái này nha, hai vị thiên tử này đã chứng quả tu đầu quần, tức là dự lưu đó, trong kỳ đại hội chư thiên được nhắc đến trong kinh kinh đại hội trường bộ nha. Cái kinh này mà học mình, tôi nhớ mình có học rồi, sáu cái bài kinh đấy, sáu cái bài kinh gọi là lục đại chân kinh đấy. À, hôm đó tôi có nhớ tôi có giảng tới bài kinh này, thì hai vị thiên tử này đã chứng quả dự lưu. Dự lưu tức là tu đồ quần á, dự lưu có nghĩa là sơ quả, rồi cái gì nữa có nghĩa là tu đồ quần, rồi cái gì nữa số ta bạch tỷ, rồi cái gì nữa số ta bạch nát. Đây là mới ghi về mấy cái này, tức là dự lưu còn gọi là sơ quả, còn gọi là tu đồ quần, rồi còn gọi là cái gì nữa trong rung là các vị biết không, còn gọi là thất lai nữa. Thất lai hoặc là dự lưu thất lai có nghĩa là vị này chỉ quẩn quanh trong cõi dục, tối đa cõi dục giới đó, tối đa là 7 kiếp nữa thôi nha, là phải niết bàn. Còn nếu mà lâu hơn, xa hơn là họ phải sanh về cái cõi tịnh cư nha, cõi tịnh cư, rồi gọi là thất lai là vậy đó. Lai là trở lại, thất lai là 7 lần ha, trở lại 7 lần. Còn dự lưu ở đây đó, dự ở đây dự nghe đây có nghĩa là bước vào hay là tham gia hay là có mặt, còn lưu đây là cái dòng chảy, bước vào hay là có mặt ở trong cái dòng chảy của thánh nhân, có nghĩa là đã có mặt trong dòng chảy đó rồi, thì chỉ có một đường đi tới chứ không có đi lui, không có bước qua bước lại, bước phải bước trái tùm lum, chỉ có một đường là hướng đến quả vị A La Hán thôi, đó là dự lưu. Còn sơ quả ở đây có nghĩa là cái quả thánh đầu tiên trong bốn quả nha. Còn cái chữ tu đồ quần ở đây đó là tiếng âm, cái chữ phiên âm từ cái chữ sô tá panh nát, mà tạo âm là sô, sô tá panh nát âm là tu đồ quần, tu đồ quần. Rồi cái này chữ âm giống như cái chữ Washington á, Washington là âm thành hoa thịnh đốn, hay là cái chữ Houston,
tức là cái thủ phủ, cái thành phố của Houston, của cái tiểu bang Texas, thì tàu âm là hữu hữu đốn hư hư đốn hư chữ hư thì giống như nghỉ hưu á, hưu đốn à, hưu đốn. Cho nên nếu mình đọc báo báo tàu mình thấy nó kêu thành phố hưu đốn ở Hoa Kỳ thì chữ hưu đốn là tức là Houston nha. Hưu đốn, hưu hưu là nghỉ, giống như nghỉ hưu, còn đốn là giống như là đốn chặt, đốn cây hay là đốn phá, đốn ngộ vậy đó. Hưu đốn tên là Houston. Rồi cái chữ chữ Swiss hay là chữ Switzerland, âm thành Thụy Sĩ, Sweden âm thành Thụy Điển, Norway, Norway hoặc âm thành là Na Uy, Holland âm thành Hòa Lan. Đây là chữ âm với chữ dịch. Thì ở đây cái chữ Sotapanna đây đó, họ tạo âm thành chữ Tu Đà Vờ nha, Tu Đà Vờ. Rồi nhớ cái đó, chữ tu nên mới nghĩa gì hết, cũng giống như cái chữ Maha Kassapa âm thành là Đại Ca Diếp. Thì cái chữ đại là Maha, còn Ca Diếp là Kassapa, chứ không phải Đại Ca Diếp là một đại ca tên là Diếp, chứ không phải. Hoặc là Lenin, không phải là cái ông nào nó ông họ Lê, ông tên Nin, không phải. Nhớ chỗ đó. Thì hai vị này nè đã chứng quả Tu Đà Hoàn vào cái dịp đại hội chư thiên mà đã được nhắc đến trong cái bài kinh đại hội Maha Samayasutta của Trường Bộ Kinh. Đấy, các vị nhớ dùm chỗ này. Rồi thì hai vị này trong cái lúc sợ hãi đó, trong cái lúc mà sợ hãi thì hai vị này đã niệm tưởng đến hồng danh của Đức Phật. Mà đây là chuyện rất là tự nhiên, đúng. Tu Đà Hoàn có nghĩa là không còn thân kiến, nhưng mà khi họ gặp cái chuyện mà đáng vui đáng thích thì họ cũng vui thích, mặc dù cái vui cái tham của họ nó nhẹ hơn mình nhiều lắm, không còn thân kiến nữa. Nhưng mà gặp chuyện buồn họ vẫn có thể khóc, khi gặp cái chuyện sợ hãi họ vẫn có thể sợ, nhưng mà rốt ráo thì họ không có giống như mình. Làm ơn nhớ dùm chỗ này. Bằng chứng là Ngài A Nan là thuộc lòng tâm tạng ha, đắc sơ quả và theo hầu Phật không biết là bao lâu, mấy chục năm trời. Vậy đó mà khi mà Đức Thế Tôn chỉ hứa thôi, chỉ hứa là sẽ viên tịch, chỉ hứa Ma Vương là ngày sẽ 3 tháng, ngày mình đi báo tin thôi, báo tin là 3 tháng nữa ngày sẽ viên tịch xin niết bàn, thì A Nan vẫn khóc. Và khi Ngài A Nan mà ngày nghe ngày sẽ là Phật và viên tịch thì ngày có vào thưa với Đức Phật thế này: Bạch Thế Tôn, khi con nghe tôn giả sẽ là Phật viên tịch, con có cảm giác là con không còn phân biệt được phương hướng nữa. Đó, tức là tiếng Việt Nam gọi là tối tăm mặt mũi nha, tiếng Việt Nam gọi là tối tăm mặt mũi, mà trong tiếng Bali gọi là không còn phân biệt cái phương hướng gì nữa. Tâm con lúc cảm thấy dao động và yếu ớt như là lao sậy trước gió vậy đó. Thì ngài nói bằng ngôn ngữ bậc thánh thì nghe nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà nói theo ngôn ngữ của mình á, là con nghe cái tin đó thì con không còn biết trời đất gì nữa hết, con bàng hoàng, con choáng váng, con sững sờ, con không ngờ là tôn giả đã ra đi như vậy. Ngài rất là thương Ngài Sa Lợi Phất. Và những cái dịp như bài Gautami hay là bài Gia Du hoặc là ngày Rau Lá mà viên tịch thì Ngài rất là sốc, rất là khổ, khổ ghê lắm nha. Nó chỉ bình thường thôi. Nhưng mà dĩ nhiên mình nghe nói hoặc là trung kinh đó là bà nói bà Quý Sa Kha đó, có một bà có đứa cháu gái bà cừng lắm, vậy mà nó bị chết, nó chết sớm, nó bị yểu mệnh, nó chết. Thì bà vào bà gặp Phật, bà cũng khóc. Bà khóc chỉ nó bình thường thôi, trước cái chết của một người thân là nói thì chứ chịu không có nổi nha, chịu không có nổi đâu. Bà khóc, nhưng mà đừng có thấy người ta khóc thì rồi mình tưởng người ta giống như mình. Người ta khóc cái chuyện đó là một cái phản ứng tự nhiên, giống như mình đau quá chảy nước mắt vậy thôi. Chứ đừng có tưởng là tôi đồ quần khóc thì tôi cũng có quyền khóc, không có nên. Bởi vì thật ra đó là nếu mà cái chuyện quý vị khóc là tôi đâu có quyền đâu tôi cản nha. Nhưng mà nếu quý vị hỏi tôi có nên không, tôi nói chuyện gì không có nên là bởi vì cái nội tâm mình nó phải yếu làm sao đó thì mình mới có thể chảy nước mắt. Còn cái chuyện mà bị sơ quả họ khóc là bởi vì trường hợp cũng đại sự nhân duyên đặc biệt, nhưng mà nên nhớ thấy người ta vậy chứ nước mắt người ta mau khô mình. Cho nên các vị hỏi tôi vậy chứ có khác biệt nào giữa việc tu đồ quần và phàm phu khi mà cả hai đều khóc, thì tôi chỉ có thể trả lời một câu rất là ngắn gọn, đó là nước mắt tu đồ quần mau khô hơn. Họ bị sốc và làm cái ào cái đầu xong, nước mắt tu đồ quần là nước mắt của mưa Sài Gòn nha, nhớ như vậy. Nước mắt của tu đồ quần là mưa Sài Gòn chợt đến chợt đi, còn nước mắt của phàm phu là nước mắt của Huế, nước mắt của Đà Nẵng, nước mắt của là trời mưa của Huế, trời mưa của Đà Nẵng, trời mưa của Thụy Sĩ nha, trời mưa của Seattle. Trời đất ơi, tôi từng tới Seattle năm 2000,
Ông ơi là ông ơi, nó mưa triền miên khói lửa, nó quất cho mày 3 ngày coi như mù mịt sương xa. Tôi nó nhìn ra đường mà tôi nó buồn muốn nhảy lầu luôn. Đường xa tôi nó trơn trượt nhìn nghe mà coi như phố vắng người, mà nó mưa bay trên phố, nhìn ra mặt hồ chỗ nhà ông Bill Gates nó mờ mịt. Tôi nó buồn, nó nhớ ông bà, ông giải chịu không nổi mà coi như nó làm một trận mấy ngày trời như vậy. Thì cái nước mắt của phàm phu là nước là những cơn mưa, những cái xứ như vậy đó. Còn nước mắt của đầu quần chỉ là em chợt đến chợt đi thôi, làm cái ào cái vậy rồi hết. Đó là nước mắt của đầu quần là mưa Sài Gòn, mưa Sài Gòn. Ok, thì các vị này cũng có cái buồn khổ, cũng có cái sợ hãi, nhưng mà rồi thì chỉ là những trận mưa mưa rào ngắn ngủi thôi. Và ở trên cái bài kinh này nó có một cái thông điệp rất là hay, đó là thứ nhất, tu đầu quần lòng không quên Phật, lòng luôn nhớ Pháp nhớ Tăng, người luôn luôn sống ở trong Pháp, luôn luôn trú Pháp. Khi mà họ bị sốc cái gì đó, cái phản ứng đầu tiên của họ là họ nghĩ đến Tam Bảo. Tôi có một cái vui, đó là cái phản xạ tâm lý của tôi về Đức Phật rất nhanh. Những lần tôi đang ngủ mà tôi bị nghẹt thở, cái chuyện đó bình thường, nó đang phải ma quỷ hết mà cái chuyện đó bình thường. Đang ngủ tự nhiên tôi nghe cái ngay trong giấc ngủ đó mà tôi cảm nhận được rằng có vấn đề rồi. Tôi biết liền, tôi biết là có vấn đề rồi. Có nghĩa là nghe hai tiếng cứ ngắt. Thì tôi mới thử, tôi ngọ ngoại cái hai ngón tay là không được rồi. Là hai cái vai mình lắc cũng không được. Thì lúc đó là tôi chỉ có hai cách chọn lựa. Một là tôi biết liền, tôi biết đây là có vấn đề, không biết chuyện gì tôi không biết, nhưng tôi biết có vấn đề rồi, là lập tức tôi theo dõi liền hơi thở liền. Trong giấc ngủ đó, tôi theo dõi hơi thở ra vào và cố ý thở mạnh. Khi mình hành thiện, mình tu quán thì mình thở tự nhiên, tự động nó ra rồi nó vô. Nhưng lúc này tôi cố ý tôi kéo hơi thở ra, kéo hơi thở vô để tạo ra cái sự tỉnh giác mạnh hơn. Còn lúc đó là hoặc không, lúc tôi niệm tưởng tới Đức Phật, lúc tôi niệm tưởng tới Đức Phật. Tôi nói như vậy không nghĩa là tôi so sánh tôi với các vị tu đồ quần, mà kêu là tôi khoe cũng được, bởi vì khoe cái này thì không có gì xấu. Phải tập thành thói quen phản xạ như vậy đó, phản xạ như vậy. Mà bình thường phải nghĩ tới ngày khi mà gặp chuyện mình nghĩ nó mới linh. Chỉ linh không phải là hiểu theo nghĩa thế gian là có ai đó phù hộ, phải, mà linh hay có nghĩa là nó có tác dụng tâm lý, nhớ nha. Cái này chắc phải ghi rồi. Linh, linh ở đây là tác dụng tích cực về mặt tâm lý, chỉ vậy thôi. Dạ, bạn nhớ những cái này. Bạn thấy bình thường có niệm Phật, có nhớ Phật thì gặp chuyện mình niệm ngày mấy linh là vậy đó. Ví dụ như mình bước vô một cái chỗ vắng ha, mà mình nghe nó lạnh như sống, thì cái chuyện đầu tiên là mình nghĩ tới Đức Phật. Mà trong khi bình thường trong lòng mình nó không có ngài nha, trong lòng mình bình thường không có ngài. Cho nên khi mà gặp chuyện đấy thì cái hình ảnh của ngài đối với mình nó không có áp phê lắm. Làm ơn nhớ giùm cái này, quan trọng ghê lắm lắm. Có một người Phật tử họ hỏi tôi thế này: con nghe nó đeo hình Phật không có ma phải không, không có ma nhát phải không? Tôi mới nói thế này: tay ở có một câu hay lắm, niệm cầu nguyện. Làm ơn ghi được cái câu này: cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn, mà là để mình không sợ hãi, để mình được bình tĩnh. Cái câu này rất là hay. Cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn, mà để cho mình được bình tĩnh, để mình không sợ hãi. Thì đó mới gọi là linh. Linh là cái tác dụng tích cực về mặt tâm lý. Là mình nhớ những cái này. Và chúng ta trong rừng này đã trên 18 tuổi rồi, chúng ta phải biết một chuyện, đó là trong mọi tình huống, trong mọi tình huống, kể cả lúc tàu chìm hay là máy bay rớt, thì ai mà bình tĩnh thì cái cơ hội sống sót nó cao hơn mấy cái người hoảng loạn mấy trăm lần. Là mình nhớ những cái này nha. Trong lúc máy bay rớt, tàu chìm, sập nhà, bão tố, sóng thần, động đất, vân vân và vân vân, thì ai là người bình tĩnh thì cái người đó có cái cơ hội sống sót cao hơn cái người hoảng loạn mấy trăm lần. Mấy cái người kia là họ chỉ biết quơ quào thôi. Tôi xin nói nhắc cái mình một chuyện.
cái chuyện mà mình chạy ra khỏi ngôi nhà nó đang cháy, ngôi nhà nó đang sập đó, cái đó là cũng cả là một cái nghệ thuật chứ không phải không. Mình chạy mình lừa cái đường nào chứ không thôi cây nó đè cũng chết nha, lửa nó rớt là người cũng chết, hoặc là cứ đè ngay cái chỗ mà lửa đang phừng phừng mà rút đầu vô nội mà mình hít cái khói độc mình cũng chết nha. Rồi chưa kể trường hợp đó là lúc nước lũ lụt mưa gió mà mình mà không bình tĩnh nội mình điện nó giật mình cũng chết. Mình phải lúc mình phải biết phân biệt cái chỗ nào khả nghi, chỗ nào đáng sợ nha. Cho nên ở đây cái chuyện này đầu tiên ở đây đó là bình tĩnh, bình tĩnh. Cho nên cái bài kinh này mình đừng có liếc, mình nghĩ mình liếc qua những ô cái bài kinh này dễ hiểu, không phải. Bài kinh nó cho mình nhiều cái chuyện quan trọng lắm. Thứ nhất, tu đầu quần là người thường xuyên có Phật, cho nên khi gặp chuyện thì cái phản ứng tâm lý đầu tiên người ta nghĩ đến Tam Bảo liền. Nhưng mà nghĩ đây không phải là họ lo họ cầu nguyện, mà họ, nếu mà đây là một con người ở cõi nhân loại đó, khi họ gặp nạn họ nghĩ tới Phật để họ bình tĩnh. Nhưng chứ không phải là, nhớ nha, nghĩ đến Phật để bình tĩnh rồi chọn lựa một cái lối thoát, chứ không phải là nhớ đến Phật rồi ngồi đó chắp tay nhắm mắt liêm diêm chờ cái nạn nó đổ lên đầu, không phải nha. Mà nghĩ đến Phật, Phật nói cái gì? Nghĩ đến Phật, Phật dạy rằng là mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng. Rồi cái gì nữa? Phật dạy rằng cái gì có sanh thì phải diệt. Rồi cái gì nữa? Phật dạy rằng những cái hành động thiện ác từ ngày của mình nó chính là hành trang để mình cầm đi. Đó, lúc nhớ Phật phải nhớ như vậy đó. Một là nhớ là Phật đại bi. Phật đại nhiều cách nhớ, lúc mình nhớ là nhớ Phật đại bi. Phật không muốn ai bị như vậy hết. Phật đã dạy dỗ chúng sanh về chánh pháp để chúng sanh tu hành giải thoát, để đừng có bị cái cảnh y chang như vậy nữa. Bản thân Thế Tôn đã không bị cảnh này, và ngài dạy người ta tu hành để đừng có bị luân hồi, để rồi tiếp tục bị những cảnh này nha. Niệm Phật niệm gì? Như bà Sattva Sa nhé. Sattva Sa trong lúc ở sanh khó thì bà chỉ niệm tưởng thế này: Thế Tôn là cái vị đã tu hành tới nơi tới chốn, chấm dứt cái nỗi đau mà mình đang chịu này. Thế Tôn kiếp này là kiếp cuối cùng này, không còn sanh tử để người chịu cái cảnh mà như mình bây giờ này. Thứ hai là Thế Tôn là vị đã thuyết giảng chánh pháp có cái nội dung hướng dẫn người ta đạt đến sự giải thoát, không có bị cái đau này nè, cái đau mà mình đang chịu nè. Và cái thứ ba, chư tăng đệ tử Thế Tôn là những vị đang trên đường tu tập để mà chấm dứt cái đau này nè. Đó, niệm phải niệm như vậy đó mới gọi là niệm, chứ không phải là bút thô bút thô bút thô a-ra-hàng niệm như con két như vậy là không có phải nha. Niệm là niệm, là niệm vậy đó. Niệm là Thế Tôn là vị đã không còn cái nỗi đau này, và ngài đã dạy dỗ chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh để cùng thoát khỏi cái khổ này nè, cái sợ hãi này nè. Thứ hai là chơi chánh pháp. Chánh pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng là nhắm cái sự chấm dứt cái khổ này nè. Còn hỏi khổ này là khổ nào thì tùy tùy lúc nha. Khổ đau đớn do bệnh hoạn, do tai nạn, khổ do sợ hãi, khổ do cái gì đó. Niệm Phật là phải niệm như vậy. Chứ làm ơn mà cứ bút thô a-ra-hàng mà không hèm hiểu cái gì hết thì thôi chết rồi nha. Đó là hai chuyện. Cái chuyện thứ ba phải nhớ rằng cái ông Rahu này nè, bây giờ ông nghịch như vậy đó, chứ trong thời gian không có xa hơn một A Tăng Kỳ nữa, ông sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác nha. Tôi đã nói 1.250 tỷ lần, có nghĩa là quá khứ có vô lượng chư Phật, thì tương lai cũng có vô lượng chư Phật nha. Thì Trung Kinh chỉ nhắc có 510 vị thôi, 510 vị. Trong đó đó là 10 vị được nói rõ danh tánh, xác định rõ cái danh tánh. Ha. Rồi 500 vị kia chỉ được nhắc sơ. Đã. Tức là chỉ đến 500 vị mà gần mình nhất. Có nghĩa là sao? Cái trái đất này mà nó, sau khi nó bị hoại rồi đó, nó trải qua một cái thời gian là một A Tăng Kỳ đại kiếp, không có Phật ra đời nha. Chỉ có Phật độc giác thôi. Thì sau đó nó mới lần lượt có những cái trái đất nó xuất hiện. Nó xuất hiện thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó có mặt xong rồi thì nó hoại xong rồi có một trái đất khác xuất hiện, cứ như vậy trong cái vũ trụ này nha. Còn vô lượng vũ trụ khác thì không có nói tới nha, phải nói rõ là không nói tới.
không có nói tới, thì là mình chỉ nhớ chừng thế này là cái vũ trụ bao la này nó không có cùng tận, hay nó giống như một cái đại dương, mình tạm hiểu nôm na là giống như một cái đại dương mênh mông, nó có rất nhiều trái chanh, những cái trái chanh hoặc những cái trái bánh, những trái bóng, những trái banh mà binh bông, không biết trong đây có bị biết binh bông mà. À, thì mỗi một cái thế giới này giống như cái binh bông nó trôi nổi trên biển vậy đó, dương vừa đại tây dương ấn tượng nó mênh mông như vậy, nó đầy những trái banh như vậy nha. Thì cứ một vị Phật mà ra đời đó ở một cái hành tinh nào đó thì chung quanh đó là 10.000 cái vũ trụ không có Phật ra đời, cứ nhớ nhiều đó, trong kinh chỉ nói như vậy. Có nghĩa là bên ngoài cái đó thì có thể có mà nó rất là xa. Như trong kinh Đại Hội nói rằng là trong cái thời của ngài đó, thời của Đức Phật mình đó, thì ngài nhìn quanh thì không thấy, có nghĩa là không có đó. Đó là một cách nói trong kinh, nhìn quanh không thấy có nghĩa là không có. Bởi vì đối với vị chánh đẳng giác không, ngài nói là ta không thấy một cái pháp nào đó, gọi là ta không thấy ai đó, có nghĩa là cái đó không có. Chỉ còn phàm phu mình thì khác, gọi là thinh văn, gọi là độc giác, không thấy chưa chắc là không có, nhưng mà chánh đẳng giác đã không thấy có nghĩa là không có, nhớ cái chỗ đó nha. Thì trong thời ngày thì vào cái thời điểm đó thì không thấy, chứ còn ở một thời điểm khác thì có thể có. Thì trong cái 10 vị Phật tương lai thì trong đó đó có vua Ba Tư Nặc, vua Ba Si Na Đi, Ba Si Na Đi này, rồi ai nữa, rồi voi voi Bari Lầy Giác Cát, voi mà trong rừng đó, rồi con voi Nalakiri, con voi mà voi uống rượu say của Bà Đạt Đề Bà Đạt Đa đó, rồi ai nữa, rồi Tỳ Kheo Achita, cái vị mà cái vị gì đó, cái vị mà nhận cái y cái bà Gautami đó, mà đặc biệt là làm ơn á, ai mà biết tiếng Tây á, tiếng Pháp á, ai biết tiếng Pháp á, thì vào cái địa chỉ này dùm tôi nha. Trong room được ai biết tiếng Tây không? Alo, trong room được ai biết tiếng Tây không? Đã rồi, tiếng Tây là tiếng Pháp đó. Thì có trường hợp Tây là nó chỉ cho, rồi các vị bấm theo cái chữ này. Tại sao mà tôi giới thiệu tài liệu này là tại vì tôi tạm thời tôi chỉ thấy cái tài liệu này bên trong bản tiếng Pháp thôi, chứ tôi không có thấy bản này trong ngôn ngữ khác nha. Vậy tôi thấy cái gì tôi giới thiệu cái đó. Thì trong đây có cho mình cái bản đồ, có cho mình cái bản đồ rất là rõ, là cho biết rằng là trong 10 vị Phật tương lai nha, thì những cái vị đó trong thời Đức Phật mình là ai. Thì trong đó có cái ông Rahu, cái ông mà đang nuốt, cái ông mà được nhắc tới trong hai bài kinh này nè. À, cái ông này nè, ông Rahu thiên tử ha. Rồi sao nữa, được nhắc đến trong hai kinh này đó, sẽ thành một vị Phật hồng danh là Narada nha, Narada đó, sẽ thành ra một vị Phật hồng danh là Narada, giống như Đức Phật mình là Sakyamuni, là Thích Ca Muni, hay là Phật Gautama vậy đó, gọi là Phật Di Lạc thí dụ vậy đó. Thì vị này có cái hồng danh là Narada, và trong kinh nói rằng trong quá khứ cũng có nhiều vị Phật tên là có cái hồng danh là Narada. Thì Rahu này nè, về sau nó sẽ là vị Phật thứ năm trong năm vị này nè, trong năm vị Phật tương lai thì Rahu sẽ là vị Phật thứ năm nha, thứ năm sở dĩ mà tôi chỉ kể mấy người này là bởi vì đây mình chỉ kể mấy nhân vật này bởi vì đây là những nhân vật nổi tiếng, còn những cái nhân vật sau thì quý vị không có biết nha. Thí dụ như là trong đó có nhân vật là Xuất Phát rồi Tô Đây Giác, đó là cái người mà đến hỏi Đức Phật cái bài kinh mà Bạch Thế Tôn, con xin hỏi là vì sao trên đời này thì có cái người thì thông minh, có người thì chạp, có người thì sống lâu, có người thọ, có người thì dày, có người khác. Thì Đức Phật mới nói rằng do cái duyên nghiệp. Có vị còn trong các vị có còn nhớ không, có nhớ mà
tin nữa không? Rồi xong luôn, hỏi lộn chỗ rồi. Đó, đó chính là một trong 10 vị Phật tương lai đó. Mình biết cũng vui, mình biết cũng vui. Rồi chứ còn mắc mới gì mình đâu mà biết đâu, mình biết 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 đâu mà gì lúc xa lời mà gom lại 5.000 lúc 5.000 năm mà mình không có đắc được thì mình cũng đắc được thời Phật Di Lặc. Mà nếu mà đời Phật Di Lặc mà mình không có làm ăn được gì hết thì mình có thể gặp được một trong 10 vị tương lai, 10 vị gần nhất. Mà nếu mà một thời gian một trong 10 vị này mình cũng tới quốc luôn đó, thì coi như là mình còn gặp được những vị khác nữa, 500 vị kia. Mà nếu 500 vị kia mà mình cũng trái quớt luôn thì coi như là tôi xin chung vui cùng quý vị nha. Tức là tha hồ sanh tử nha. Cho nên cái chuyện quan trọng ở đây là gì? Chuyện thứ nhất là mình biết rằng một cái vị Bồ Tát sắp thành Phật rồi, nhưng mà trong lúc dễ vui thì cũng gây nhiều cái ác nghiệp. Như mình thấy là ông vua Ba Xê Na Đí, vua Ba Tư Nặc đó, là vị sắp thành Phật rồi. Ma Vương nữa, Ma Vương Thiên Tử cũng sắp thành Phật rồi. Vậy chứ mình thấy hai cái ông này vào thời Phật tại thế thì sao? Một ông á thì là Ma Vương phá, tôi nói phá Đức Phật, phá mà bị thánh nó tả tơi, không còn là dịp nào, không có dịp nào mà ông tỏ hết à, cứ có dịp là ông phá Ma Vương đó. Ông cứ rình rập Bồ Tát từ cái lúc mà ngài rời khỏi ngai vàng đi xuất gia đó, là đi theo ông cứ lải nhải ông phá riết cho đến lúc mà ngài niết bàn thì thôi. Tức là lúc ngài 80 tuổi còn đi theo, mà ông thỉnh ngài niết bàn mà. Lúc thì mới thành đạo, ông thỉnh ngài niết bàn, nói bây giờ thì ngài đắc mình, ngài thôi mắc thì mình đi hoằng pháp. Ngài nói không, khi nào mà có đệ chủng đệ tử, có những người kế thừa cái chánh pháp thì ta sẽ niết bàn. Thì 45 năm sau ông xuống nhắc một lần nữa, ông nói hồi xưa ngài có hứa như vậy nên bây giờ có thấy đệ tử ngài cũng ngon lành rồi, thôi thì thỉnh ngài đi đi, đừng ở thêm nữa đó. Có ai mà động trời như vậy không? Thấy Phật bị bệnh là mình đã lo, còn lần này là ổng thỉnh ngày viên tịch đó, đừng có sống nữa. Vậy mà ổng làm được, mà ổng vì sao là một vị chánh đẳng giác hết chứ. Rồi ai nữa? Rồi Ma, rồi Rahu, cái vị thiên tử này nè, đi phá người ta một cách là ngậm rồi nhả, ngậm rồi nhả như vậy đó. Nhưng mà về sau này cũng là một vị Phật. Mà mình biết chỉ nó để làm cái gì, để mình nhớ là một điều quan trọng, đó là những cái kẻ mà cùng hung cực ác á, nhiều khi họ tu hành còn ghê hơn mình nữa. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là ai trong lòng cũng có cái thiện pháp nó ở trong đó, có ác có thiện. Chỉ cần có cơ hội đó thì người ta sẽ ác hoặc sẽ thiện thôi, đời có gì tuyệt đối. Và mình thấy ông Ba Tư Nặc á, là hồi Đức Phật còn đó, thì ổng cứ quẩn quẩn là ổng sách quân đi đánh nè, đánh xứ này đánh xứ kia. Rồi ai nữa? A Xà Thế cũng vậy. A Xà Thế ông thương Đức Phật đến mức mà khi mà nghe Đức Phật niết bàn ở Kusinara nó cũng xỉu, dễ sợ như vậy, thương Phật đến mức như vậy. Tức là người ta báo tin là Đức Thế Tôn niết bàn rồi, xỉu. Ông xỉu xong người ta lấy nước lạnh người ta rửa lau mặt cho ông tỉnh vậy, thì ông hỏi chuyện gì thì người ta nói Đức Thế Tôn niết bàn rồi, xỉu thêm chập nữa. Ông xỉu 3 lần như vậy, ông thương Phật đến mức như vậy, thương lắm. Trong kinh nói kể từ lúc mà ông biết ông Bà Đều Bà Đạt Đa là người xấu, kể từ lúc mà ổng vì nghe lời Đề Bà Đạt Đa mà ổng giết vua cha, thì kể từ lúc đó ổng coi Đức Phật đó là trời là đất của ổng, coi ngài là cha là mẹ của ổng. Bởi vì ổng biết rằng trong trời đất này không ai thương ổng hơn Đức Phật. Bởi vì một phần ổng nhớ cha ruột ổng, một phần ổng sợ hãi, ổng biết rằng ổng chắc chắn bị đọa, chắc chắn ổng biết. Và cái chỗ dựa duy nhất của ổng chính là Đức Phật, ổng thương ngài lắm. Nhưng mà có ai ngờ rằng là ổng là 100.000 đại kiếp nữa, xin lỗi, một A Tăng Kỳ nữa ổng sẽ thành vị Phật độc giác, dù ai sẽ thế đó. Nhớ nha, đề cái thời gian phải ghi rồi, ghi giùm tôi đi. Thời gian mà tu Ba La Mật để thành độc giác ấy, là 2 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp ha? Thời gian để trở thành Phật độc giác. Thì ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông đã đi xong cái số chẵn, ông còn cái số lẻ. Có nghĩa là Đề Bà Đạt Đa ông đã tu hết 2 A Tăng Kỳ rồi, ông còn sót có 100.000 đại kiếp nữa là xong. Còn ông A Xà Thế đó là ông đã đi xong cái số lẻ rồi, là ông đã đi xong cái 100.000 rồi, mà ông còn lại cái số chẵn.
Có nghĩa là còn nguyên cái hai A Tăng Kỳ nữa, là mới ghi dùm cái này nha. Đề Bà Đạt Đa đã đi xong, đã xong xuống số chẵn, mà còn sót là số lẻ. Còn ông A Xà Thế đó, là đã đi xong số lẻ mà còn sót là số chẵn. Số lẻ đây là trăm ngàn nha, trăm ngàn đại kiếp là số lẻ. Còn cái hai A Tăng Kỳ đây là số chẵn. Hai A Tăng Kỳ, cái A Tăng Kỳ đây là 10 lũy thừa 140, mà đại kiếp đây là kiếp trái đất. Bởi vì tự ngộ mà không cần thầy thì nó phải lâu như vậy đó. Tức là muốn tự mình đó, là tối thiểu là phải hai A Tăng Kỳ nha. Rồi sao nữa? Muốn tự ngộ không thầy đó là phải hai A Tăng Kỳ. Rồi muốn tự ngộ mà lại làm thầy người khác nữa thì 20 A Tăng Kỳ tối thiểu nha. Tối thiểu trong rung nào, ai mà viết nhanh viết giùm đi, chứ tôi giờ tôi chạm với cái máy mà nó phụng lên là nó khỏi quớt luôn nha. Có nghĩa là muốn tự ngộ đó là tối thiểu là phải hai A Tăng Kỳ. Còn muốn có thêm cái khả năng mà độ người đó là phải tối thiểu là 20 A Tăng Kỳ. Hạnh trí tuệ đó là nhanh nhất. Đúng rồi. Đúng, đúng. Rồi. Cho nên cái bài kinh này nó cho mình những cái chuyện rất là quan trọng. Đó là sơ ý một chút thôi thì một người tu hành ghê gớm vẫn có thể tạo nhiều cái nghiệp bất thiện. Đó. Bài kinh này nó quan trọng như đó. Và bài kinh này cũng nói rằng đừng có tự hào, tự đắc với những gì mình có. Là bởi vì mình tưởng mình ngon lành, nhưng mà cái khả năng tạo bất thiện nghiệp của mình nó vẫn còn đầy ra đó nha. Và bữa nay trong rung này tôi nói một chuyện chắc các vị nghe lẩm sống luôn. Có nghĩa là những ai mà ghê gớm nhất, những ai mà ghê gớm nhất, sang trọng nhất, trí thức nhất, quyền lực bảnh bao danh tiếng nhất mà mình gặp trên thế giới bây giờ này, thì thế còn là phàm phu. Cái câu này chắc tôi phải ghi quá. Thế còn là phàm phu thì cái khả năng ăn phân, rồi cái gì nữa, thịt sống, sâu bọ vẫn còn nguyên vẹn. Dễ sợ chưa? Vẫn còn nguyên vẹn. Có nghĩa là hễ còn là phàm phu á, thì cái khả năng mà ăn phân nè, ăn cái chất bài tiết đó, ăn phân hay ăn thịt sống, ăn sâu bọ nó vẫn còn nguyên vẹn. Thế là còn là phàm phu, chỉ có tu đồ quần trở lên thì mới không có khả năng này thôi nha. Chứ còn hễ mình gọi là còn phàm phu thì cái khả năng mà ăn thịt sống nè, ăn phân nè, ăn sâu bọ côn trùng nó còn nguyên. Nó thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái khả năng sa đọa của mình á còn nguyên, không có mẻ miếng nào hết. Mà đây tôi không nói, mà tôi muốn nói gì cho quý vị lẩm sừng sống nha. Có nghĩa là hôm nay mình là thủ tướng của Do Thái, mình là tổng thống Mỹ, mình quá sang trọng ha. Nhưng mà mình không có ngờ rằng nó chỉ cần mà mình tắt thở một cái, mình sanh làm cái con gì đó thì chỉ có trời biết thôi nha. Chỉ có trời biết thôi. Đầu hôm á mình là ông chủ, ông triệu phú sống trong cái villa, nhưng mà sáng sớm hôm sau là mình có thể mình chết, mình sanh vô làm cái con chuột trống ở một cái đống rác nào đó. Thì dĩ nhiên lúc đó mình chỉ sanh vô cái bụng của con chuột chuột mẹ thôi, nhưng mà đại khái là ở đống rác nha. Đầu hôm mình là ông chủ một cái villa, ngó ra một cái bờ biển, một cái bờ sông tuyệt đẹp nha, có kẻ hầu người hạ. Nhưng mà sáng sớm hôm sau là mình đã sanh vô trong bụng của một con chuột chuột cống ngoài rác và đống rác rồi nha. Rồi đầu hôm á mình có thể làm một vị giám đốc bệnh viện nha. Nhưng mà rất khuya đó, có thể mình sanh vô làm con chuột cống ở dưới cống bệnh viện. Dĩ nhiên cái này tôi đang nói đến mấy cái xứ nghèo, chứ không như mấy cái xứ già giờ ở gì làm ở bệnh viện làm gì có chuột hả. Cho nên cái sở dĩ mà tôi nói chỉ nói là bởi vì mình thấy trong bài kinh này đó có nói đến ông Ra Hú dễ sợ như vậy. Có nghĩa là sắp thành Phật rồi mà vẫn đi phá người ta như vậy. Ông Đề Bà Đạt Đa rồi A Xà Thế nhé, đều là những người sắp thành hết đó chứ mà phá. Bởi vì hãy còn là phàm thì cái khả năng mà lăn lộn sinh tử nó nguyên vẹn, nó có mẹ miếng nào hết.
Bài kinh này nó nhắc cho mình nhiều cái chuyện lẫm sống vậy đó. Nhớ cái đó là cái quan trọng. Ok, bây giờ cho tôi xin thêm một. À quên đó, còn một chuyện nữa. Nãy tôi quên nói. Có người hỏi tôi đó, nghe nói đeo hình Phật hoặc là niệm Phật thì mình tránh được, trừ được ma phải không? Thì tôi có nhớ tôi đã trả lời thế này. Tôi nói rằng đó là mình niệm Phật là niệm cái kiểu gì? Bình thường mình không nhớ, rồi cứ gặp chuyện là mình nhớ tới ngày, thì thứ nhất là nhớ ngoài miệng thôi chứ trong bụng cũng có ngày. Thế nhưng mà miệng mình niệm bút thô bút thô bút thô á đang mà con mắt mình cứ giáo giác cái giác có ai hay không. Mình bước vào một cái căn phòng, một cái ngôi nhà vắng nha, mình nghe lạnh sống rồi, tóc nó dựng lên rồi nha, mà mình cứ niệm bút thô bút thô bút thô mà con mắt mình cứ giáo giác, mình coi có ai ngồi gục cái mặt tóc xõa xuống hay không, mình liếc coi có ai mà mặt trắng nhợt xanh lè mà lấy tay quắt 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 mình hay không, mình có thấy ai đang lù lù ngay trước mặt mình hay không, mình có thấy cái từng phần cơ thể nó rớt xuống trước mặt mình rồi nó ráp lại hay không. Nói chung là mình lo mình nhớ toàn là mấy cái chuyện đó không nha. Rồi thì là miệng thì niệm mà trong đầu cứ nghĩ toàn mấy hình ảnh đó không thì không được. Mà lúc đó mà mỗi khi đó là mình phải có thường niệm, ngày niệm sao hồi nãy tôi có nói rồi, thường xuyên tâm niệm rằng cái gì có nó sẽ phải mất. Niềm vui, nỗi buồn và kể cả sự sợ hãi có rồi sẽ mất. Cái thứ hai, trên đời này không có cái gì mà nó đáng sợ cho bằng cái chuyện xa đọa. Không có gì nó đáng sợ cho bằng cái chết. Còn tất cả những chuyện ngoài ra đều là chuyện nhỏ hết nha. Chỉ có cái chuyện chết sống, cái chuyện xa đọa gì nó mới quan trọng. Chứ còn mà mình lúc ngay lúc đó mình phải nhớ như vậy. Còn bây giờ nó có hiện ra đây nữa cũng mắc mới gì mà mình cứ nhớ nó, là phải nói năm nay tôi 40 mấy tuổi rồi. Có một cái chuyện mà đó tôi hiệu quả vô cùng, có nghĩa là để đè nén một cái cơn giận hay là đè nén một cái cơn sợ hãi, tôi chỉ nhớ đến một chuyện, đó là cái chết. Tôi nhớ đến cái chết là cái gì nó cũng lắng xuống hết. Tại vì tôi thời gian ở Mỹ tôi có một cái kinh nghiệm bằng vàng, đó là ở bên Việt Nam á, mình đi đám ma đó, mình cũng sư mình tụng kinh đám ma đó, là mình chỉ thấy cái quan tài thôi. Chứ còn ở Mỹ là 100 cái đám ma mà mình đi tụng ở nhà hoàng á, là đều có dịp để mình thấy cái mặt của người chết hết. Cái nắp hòm bên đây họ đi làm có một nửa thôi, lúc họ đẩy cái một nửa, khi nào mà cần đóng lại thì họ đóng một nửa còn lại. Còn khi mở ra cho người ta coi đó, họ chỉ mở có một nửa, cái là từ ở nửa người đó, tức là khoảng từ cái dây nịch trở lên. Từ khoảng đụng từ bụng trở lên mà cái phần nó họ mở ra, còn cái một nửa kia họ đậy lại, chỉ cho mình thấy một nửa thôi. Cái cơ hội nó bằng vàng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mỗi lần mình nhìn thấy như vậy, mình thấm vào một chỗ là bên ngoài cái parking ấy, chỗ đậu xe đó, trời ơi, có nhiều cái đám ma động trời lắm. Bên ngoài cái chỗ đậu xe đó toàn là xe Mercedes này, Lexus, BMW, Corvette, Mustang, con cháu giàu có trí thức nói tiếng Anh tiếng Mỹ như gió ha. Mà trong khi mình đó, nằm trong đó lạnh ngắt, rồi có nhiều ông nhiều bà chết rồi cái mặt nó bị nám đó, không biết nám bẩm sinh, nám tự nhiên hay là nám do cái tai nạn hay bệnh hoạn mình không biết. Rồi cái nhà hoàng họ mới đánh phấn đánh son lên cho nó được chút, rồi chết xe đụng chết bị cái gì cũng cần biết, tai nạn gì cần biết, mà vô đó nó tắm rửa sạch sẽ, đánh phấn nó tu son rồi nó cho mặc đồ đàng hoàng, nằm rồi để hai bàn tay xếp trên bụng nhìn cũng sang lắm, nhìn cũng đã đời lắm. Nhưng mà rồi thì sao, nó tái mét à. Rồi cứ lễ thường thường với nhà hoàng bên Houston tôi biết đó là tự nhiên sáng 9 giờ hay 10 giờ họ mở cửa cho mình vô mình làm lễ, hả, Chúa thì làm bên Chúa mà Phật thì làm bên Phật, Hồi thì làm bên Hồi ha. Xong rồi cái nó để đó tới 9 giờ đêm cái bắt đầu nó đậy nắp lại, nó đẩy vô trong cái phòng lạnh á, nó đẩy em đóng. Rồi cái sáng mai nó mới lôi ra. Nó làm chừng 3 ngày, 4 ngày từng lễ thì mình đem đi thiêu và đem đi chôn. Mà cứ mình ngồi mình nhìn cái đám này mình thấy đau. Nói ra nó kỳ, nhiều khi mình thấy người nghèo quá, bệnh nhiều quá, khổ quá ha, họ chết mình cứ sốc. Còn cái thằng này mình sốc ở chỗ là cái tên này bây giờ nếu mà nó không có chết là trời ơi, nó hưởng nó 3 kiếp cũng chưa có hết. Mà bây giờ đó nó đi nó bỏ lại hết,
bao nhiêu là tài sản, bao nhiêu là học vị bằng cấp, bao nhiêu là tình thân, bao nhiêu là bè bạn, bao nhiêu là quyến thuộc, cứ nhớ bao nhiêu đó thôi. Cứ nhớ bao nhiêu đó thôi là nó hết sợ. Rồi chọn chuyện nữa là trước cái hình Phật, trước cái tượng Phật nào mà mình có tàm có quý, thì trước cái hình Phật đó, trước cái tượng Phật đó, khi mình sợ hãi thì mình mới không có, mình mới được bình tĩnh. Còn nếu mà trước cái hình Phật, trước cái tượng Phật mà mình không có tàm quý, thì mai này khi gặp chuyện mình niệm nó có lên. Cái chỗ này nhớ nha, tôi nói có bị nghe rõ không? Thí dụ như trong nhà mình có cái bàn Phật, mà mỗi lần mình đứng trước bàn Phật đó, mình không dám gây lộn, hoặc là mình có một cái suy nghĩ gì bậy bạ mình cảm thấy thẹn, thì như vậy đó, trước cái tượng Phật đó, trước cái hình Phật đó đó, thì khi mình gặp sợ hãi đó, thì mình mới có cảm giác là Ngài đang có mặt. Còn nếu mà mình thờ Phật mà mình nhìn Ngài đó, nhìn cái tượng, nhìn cái hình đó mà mình không có một cái tàm quý, không có một cái cảm xúc gì đặc biệt ấy, thì khi gặp chuyện mình niệm đó, mình nhớ tới Ngài nó có linh. Nhớ cái đó, chữ linh nên có nghĩa là cái tác dụng, cái tác động tích cực lên tâm lý. Nhớ cái đó. Ok. Rồi tiếp theo là bữa nay là mình này giảng thêm bài kinh nữa là mệt rồi. Này giảng bài kinh nữa mệt rồi. Bài kinh tiếp theo là bài kinh Chanh Đi Ma Sát. Chanh Đi Ma Sát. Cái bài kinh này á, Ngài Minh Châu còn dịch sát. Bài kinh này có hai cách dịch. Một là cách dịch kiểu Ngài Minh Châu, dịch theo, dịch là những câu chữ tiếng Việt được sắp xếp theo cái trật tự của nguyên văn Pali nha. Tôi nhắc lại, cái bài kệ này có hai cách dịch. Một là sắp xếp theo trật tự của nguyên văn Pali, mà nó cũng có cái cách dịch thứ hai không có sai, đó là lật ngược cái trật tự của mấy câu này lại, lật ngược cái mấy cái trật tự còn lại theo văn phẩm Pali, chỉ nó rất là ok, rất là ok nha. Từ vì mình mới vừa ngó vô mình thấy nó bắt đầu bằng cái chữ T là thấy thua rồi. À, T là họ nha. Mới vô chưa gì hết mà mình thấy cái để chữ họ nằm đây là mình biết chắc chắn rằng là cái câu này đó, nó có tới hai cách dịch. Một là mình dịch theo cái trật tự, không biết trong đây có nghe rõ không? Mình dịch theo cái trật tự của bản Pali. Còn hai nữa, nó muốn cho nó sáng thì mình dịch theo cái trật tự của tiếng Việt, có nghĩa là mình phải đảo ngược lại. Đảo ngược lại cái gì? Đảo ngược lại là cái người nào mà chứng được thiền định, sống tự chế, sống không lỗi lầm á, thì họ sẽ đi lại an toàn và tự tại. An toàn và tự tại. Nhớ cái đó. Nhưng đã theo cái trật tự trong kinh thì để vậy đó, cái trật tự Pali như vậy đó. Tê sắp thiên nghe biết xong thì họ sẽ đi đứng một cách sắp thí, có nghĩa là an toàn, an lành và an toàn. Sắp chữ sắp thí nghĩa là gì đó? Cách chi qua mắt cái xì mắt gà. Cái câu này phải nhắc như thế này mình nó mới không mới kỳ nè. Cách chi, cách này, cái câu này nè, cách chi qua với dính liền qua mắt cà xì đó, phải gác nhẹ coi nó mới không có kỳ. Tại sao? Là bởi vì ở đây mình có ba chữ, cái chữ cách, cái vùng rậm cỏ, rồi chữ e quá đây có nghĩa là giống như e quá là giống như, rồi cái gì nữa amakasa có nghĩa là không có mũi màu.
rồi có chữ mát gá. Chữ mát gá đây đó, nó đồng nghĩa với chữ mí gá, có nghĩa là thú vật. Đó. Thứ nghĩa là cái người mà có người tu tập. Ở đây mình thấy trong bản Pali này cái chữ là Eko đi Upasamchana, nếu Upasamchana là chứng thiền ấy. Đây, 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 cái chữ Eko đi đây này. Rồi, báo cáo một tin buồn luôn. Là cái... Các vị còn nghe rõ không? Bây giờ cái máy tôi nó đã lên cơn rồi, không còn đánh được nữa. Rồi, các vị thấy chữ e cô đi không, lấy từ cái câu đó xuống, lấy trong chánh văn ấy, chánh văn xuống chữ e cô đi sát ta, thì cái chữ e cô đi ở đây đó các vị thấy mà, e cô đi ở đây đó là nó chỉ cho định, ha, e cô đi là chỉ cho định. Định e cắt cái ta, e cô lý ở đây là samadhi hay là e e cắt cái ta. Là định. Rồi còn cái chữ nipaka ở đây đó, chữ nipaka ở đây đó là panya, là trí tuệ ha. Ở râm râm này bài kinh từ bi không ta, sata ở ở đây là sati, là niệm. Rồi, đó. Ở trong room này có vị nào mà thuộc bài kinh kinh Kara, cái bài kinh từ bi Karani không? Ở trong đó có cái chữ là Chanipako, Chanipako cho Apagafu Kuli Su Ananugitto, chứ thì cái chữ Nipako á, Chanipako ở đây nó có nghĩa là trí tuệ nha, Nipaka. Cái Nipaka ở đây là trí tuệ. Cái Nipaka ở đây là trí tuệ. Còn cái chữ sata ở đây đó là trong trường hợp này đấy, thì chữ sata ở đây đó, nó chỉ cho là cái sati là niệm, là niệm. Còn nipaka ở đây đó là tuệ, là panya. Còn cái eko đi nên đó là e kakata hay là samadhi là định. Thì cái người mà gom lại là chỉ và quán nha, gom lại là chỉ quán và tu tập thiền quán. Cái quả báo rốt ráo của thiền quán là gì? Cái kết quả rốt ráo. Còn cái thiền chỉ, cái kết quả rốt ráo là gì? Là chứng các cái tầng thiền, rồi được sanh về phẩm thiên. À, thì nghe nó có vẻ tầm thường, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một chuyện, chúng ta phải biết một chuyện. Đó là dù sao thì cái người mà tu thiền chỉ, mà nếu họ có chứng đắc, họ làm được hai việc rất là quan trọng. Thứ nhất, là muốn đắc thiền là họ phải đè nén được năm triền cái, những cái phiền não thô thiển ở cõi dục giới, như là tham dục rồi sân hận vân vân, họ đè nén được họ mới đắc sự sơ thiền chứ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà cái vị mà tu thiền chỉ để mà họ đắc được ngũ thiền rồi có thần thông đó, thì cái trí tuệ của họ nó đối với người bình thường nó hơn gấp tỷ lần, ở chỗ là họ thấy được, họ biết được, họ xác chứng được, họ xác định được, họ xác minh được,
một tỷ chuyện mà người bình thường không biết. Thí dụ như họ thấy rõ rằng trên đời này có tồn tại những cái chúng sinh khuất mài khuất mặt, họ thấy rằng thực sự trên đời này nó có tồn tại những cái cảnh giới tái sinh, cao thấp sướng khổ khác nhau. Họ có dịp cho họ thấy rõ bao nhiêu điều mà mắt thường, lỗ tai thường không sao biết được nha. Cho nên cái thiện chỉ nó cũng có khả năng đem cho mình cái trí tuệ, những cái trí tuệ đặc biệt. Để gọi thiền quán á, nếu mà cho tới nơi tới chốn thì là chứng quả thánh, còn tối thiểu nó cho mình một cái đời sống an lạc, tuy không có bay nhảy như là thiền chỉ, nhưng mà nó cho mình một cái đời sống hiện tại lạc trú, an lạc. Không có gì an lạc cho bằng, không có gì an lạc cho bằng biết rõ cái gì đang diễn ra. Cho dù mình là một tỷ phú đi nữa, cho dù mình là một tỷ phú đi nữa, mình có trong tay 800 tỷ đô la đi nữa, nhưng mà mình không phải là một hành giả tín niệm xứ, mình không có kiến thức của một vị hành giả tín niệm xứ, thì cái nụ cười trên môi của mình nó rất là mong manh, nó rất là phù du. Là bởi vì đứa con gái của mình nó lăn đùng ra nó chết thì coi như mình cũng chết theo. Bà xã mình nó có vấn đề gì thì mình cũng chết theo. Là bởi vì mình chỉ có biết một chuyện, đây là tôi, đây là của tôi. Mà khổ thay cho kẻ nào chỉ biết sống bằng hai cái này, tôi và của tôi. Trong khi thiền quán lại khác. Nếu mà mình là một hành giả thiền chỉ thứ, xin lỗi, hành giả thiền quán thứ thiệt. Cái những thứ thiện đây là tôi viết bằng mực đỏ và tôi viết chữ in mà có gạch dưới nha. Viết bằng mực đỏ, chữ in mà có gạch dưới nha. Chứ còn mà nói rằng là hành giả tứ niệm xứ mà có đi Miến Điện tu thì gọi là hành giả đó, thì tôi xin nói thiệt, tôi không dám hứa vụ đó nha. Cái vụ mà có đi Miến Điện mà kêu là hành giả thì em không dám hứa. Mà tôi đang nói thứ thiệt á, có nghĩa là người thật sự là có lòng cầu giải thoát, thật sự là có cái sự nhàm chán sanh tử, thật sự là có một cái ý thức, có một cái nhận thức, có một cái niềm tin rõ ràng là danh sắc vốn phù du, danh sắc do duyên hợp mà cũng do duyên nó tan. Cả phiền não hay là thiện tâm đều đến rồi đi, buồn vui thiện ác đều do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất nghe. Buồn vui thì ngát đều do duyên mà có rồi do duyên mà mất. Hễ còn là phàm thì bốn cái này nó cứ tiếp diễn hoài để mình còn sanh tử hoài. Buồn vui thiện ác, tức là bốn cái nhưng nó là hai cặp, nhớ nha, bốn cái là hai cặp. Buồn nó đi chung với ác, vui nó đi chung với thiện, thì mình gom chung là một cặp nhân một cặp quả ha. Thì cái buồn vui thiện ác nó là bốn cái, đó là hai cặp. Mà hãy mình còn là phàm thì hai cặp này nó cứ theo duyên mà nó đến, rồi theo duyên mà nó đi, mà cứ như vậy suốt đời này qua kiếp khác. Mà mình tu thiền quán là cái cơ hội tốt nhất để mà mình nhận diện bốn ông này đã đến và đi như thế nào trong đời sống thường nhật của mình, để thấy rằng tất cả chỉ là đồ ráp, tất cả chỉ là đồ giả, tất cả chỉ là đồ tạm. Cái vô thường khổ vô ngã đối với Phật tử học hỏi lâu năm thì mình nghe cái chữ vô thường vô ngã mình hiểu. Còn đối với cái người mà không biết đạo mà hỏi mình thì bà con nhớ dùm thế này, hỏi vô thường là gì, mình nói vô thường là tạm, còn vô ngã là gì, vô ngã là giả. Cái chữ giả tạm phải hiểu cho nó chính chắn thì nó rất là hay. Tạm có nghĩa là sao, có đó mất đó, nắng sớm mưa chiều, khi có khi không thì gọi là tạm. Còn giả là sao, giả là thấy vậy mà không phải vậy. Làm ơn ghi tôi câu đó đi. Vô thường, chắc tôi ghi chắc ăn hơn. Vô thường là giả. Rồi sao nữa? Có đó, rồi mất đó. Còn vô ngã là gì? Vô ngã là giả. À, xin lỗi, vô thường là tạm, lộn, viết lại giùm tôi đi. Vô thường là tạm, lộn rồi. Vô thường là tạm, có đó mất đó. Còn vô ngã là giả, là thấy vậy không phải vậy nha, thấy vậy mà không phải vậy.
Thấy vậy mà không phải vậy. Đó. Vô thường là tạm, mà vô ngã là giả. Cho nên nói đời giả tạm là phải hiểu như vậy đó. Giả tạm là phải hiểu như vậy. Còn cái khổ đây là gì? Cái vụ này mới quan trọng nha. Cái vụ khổ nữa quan trọng. Cái chữ vô thường, khổ, vô ngã, cái chữ khổ đây nó không phải là cái gì làm cho mình khó chịu không nha. Mà khổ ở đây nè là phải hiểu khổ có ba. Làm ơn nhớ những cái này. Khổ, cái chữ vô thường, khổ, vô ngã, có rất là nhiều người Phật tử cứ hiểu lầm cái chữ vô thường, khổ, vô ngã. Họ tưởng cái khổ đây có nghĩa là cái gì đó làm cho mình khó chịu, làm cho mình bị đau đớn, nhức mỏi, quằn quại, rên xiết. Thì cái đó mới gọi là khổ. Không phải, khổ mà hiểu như vậy nó chỉ là 1/3 thôi nha. Khổ mà hiểu theo kiểu mình á, là cái gì làm cho mình chịu không nổi á, thì cái đó gọi là khổ đó. Thì hiểu như vậy nó chỉ 1/3 của cái khổ trong kinh Đức Phật nói thôi. Cái khổ trong kinh Đức Phật nói tới 3 lần. Một là cái khổ tôi vừa nói đó, là cái gì làm cho mình thấy khó chịu, đau đớn, không kham nổi, đó là khổ. Khổ còn cái hoại khổ là sự biến mất của những gì làm cho mình thấy dễ chịu. Rồi còn cái hành khổ đó là tất cả mọi hiện hữu hễ có mặt trên đời này thì phải do duyên mà sinh, rồi do duyên mà diệt, do duyên mà thay đổi, lệ thuộc đủ thứ nhân duyên, đủ thứ điều kiện, đủ thứ nhân tố để mà có mặt, để mà có thể vận hành, để mà có thể hoạt động được, để mà có thể tồn tại, để mà có thể hiện hữu. Thì mọi thứ ở đời này nó phải lệ thuộc tới 1 tỷ cái nhân duyên, 1 tỷ cái điều kiện, 1 tỷ cái yếu tố. Thì chính cái khía cạnh mà lệ thuộc này nè được gọi là hành khổ nha. Làm ơn nhớ dùm cái này, nói cho dễ nhớ. Khổ, khổ là sự có mặt của những gì làm cho ta khó chịu. Hành khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu. Và hành khổ chính là tất cả mọi hiện hữu ở đời này hả? Do duyên mà có, rồi do duyên mà mất, lệ thuộc vô vàn vô số nhân duyên, yếu tố, điều kiện để mà nó mới có mặt, để mà nó có thể vận hành. Thì cái sự lệ thuộc đó được gọi là hành khổ. Phải hiểu như vậy đó. Và trong bộ Vô Ngại Giải, Ngài Sa Phát Ngài dùng cái chữ pi lý ta, có nghĩa là áp lực hay là cái sự thúc đẩy đó. Lần sau cái khổ đây nó không hề liên quan gì đến cái cảm giác cảm thọ hết á, mà nó là cái sức đẩy. Có nghĩa là dầu muốn hay không thì hễ đủ nhân đủ duyên thì cái chuyện đó nó có mặt, nó có mặt. Dầu muốn dầu không thì cái chuyện đó nó phải đi đến cái diễn biến như vậy đó, nó phải đi đến cái kết cục như vậy đó. Dầu muốn dầu không thì cái tâm, cái sát na trước phải mất để mà sát na sau nó xuất hiện. Dầu muốn dầu không thì cái sắc pháp, cái sinh lý của mình đó, nó phải thay đổi liên tục để từ cái tóc xanh nó qua tới cái tóc muối tiêu, rồi sau đó nó qua tóc bạc. Dầu muốn dầu không thì cái gan, cái thận, bụng tử của mình, cái phổi của mình, cái tim của mình càng lúc nó phải càng già đi để làm chi, để cho mình mới chết được. Chứ không thể nào mà mình 80 tuổi mà tim, can, gan, phổi mình nó y chang như 20 rồi sao mình chết được nha. Mọi thứ nó từng ngày là nó phải biến diễn như thế nào đó. Mọi thứ nó bị đẩy về phía trước, một cái cuộc đi không ngừng lại được nha. Đẩy về phía trước để làm chi? Để cho mình bị bệnh nè, để cho mình già nè, để cho mình chết nè, để cho mọi sự muốn được không thì cái nhà nó càng lúc, cái tuổi thọ nó càng lúc nó càng ngắn, cái tuổi thọ của chiếc xe càng lúc càng ngắn, cái tuổi thọ của cái đồng hồ, của đôi giày, của mắt kiến càng lúc nó càng ngắn. Dầu muốn dầu không thì mọi thứ nó đang bị đẩy về phía trước là như vậy đó. Thì cái sự thúc đẩy này nè được gọi là khổ nha. Làm ơn nhớ. Thì cái đó ở trong bộ Đông Đâu Trong Bộ Vô Ngại Giải Đạo, có nghĩa là tiếng Bali kêu là Patisamphida Magga. Nhớ nha, vô đây mà coi nha.
Cái bộ này là bộ quý vị phải đọc, phải đọc. Và hồi nãy tôi thấy ông Dương Tiêu cũng có giới thiệu là hình như có một cái lớp dạy tiếng Pali mà của Ni sư Lữ Pháp phải không? Nếu mà đúng như vậy đó thì quý vị nên dành thời giờ để mà học, bởi vì tôi phải nói thiệt, một đi thì cũng không chết một tay nào nha. Nhưng mà phải nói, nếu mà mình nghiên cứu kinh điển mà mình mù tịch á thì coi như là cũng khó. Và tôi có biết một chuyện là ở các cái trường đại học của Mỹ, chẳng hạn như Wisconsin hay là UW ở Seattle, những cái trường mà hoặc là Harvard hoặc là Stanford, Yale, thì những cái trường mà có cái chuyên ngành Phật học á, hoặc là chuyên ngành về châu Á vân vân và vân vân, Trung Đông rồi đó, thì trong các trường đại học Mỹ nó có một cái chương trình ngoại ngữ rất là xuất sắc, có nghĩa là để đọc hiểu và giao, hoặc là đọc hiểu qua này để có thể giao tiếp một ngoại ngữ trong thời gian khẩn cấp ha. Thì người ta có một cái chương trình chỉ có 9 tháng thôi thưa quý vị, 9 tháng thôi. Ví dụ như bây giờ chuyên khoa Phật học thì họ có khoa học mà rất là thông minh, mà rất là hiệu quả, rất là thông minh nha, rất thông minh, rất khoa học, và từ đó nó mới là rất hiệu quả. Chỉ mất 9 tháng thôi là một người có thể tạm thời đọc hiểu được tiếng Tây Tạng, tạm thời đọc hiểu được tiếng Nhật, tạm thời đọc hiểu được tiếng Hán, tạm thời được đọc hiểu được tiếng Pali, tiếng Sanskrit. Tôi đem chuyện đó ra tôi nói để làm chi? Tôi muốn nói rằng thì là chỉ cần chúng ta có cái lòng thì nó có nhiều đường để chúng ta đi nha. Nếu mà quý vị dưới 40 tuổi mà ráng được thì nên học tiếng Pali, bởi vì các vị mà đọc được tiếng Pali, quý vị sẽ phát hiện là một chuyện động trời, đó là cái kinh Phật mà tiếng Đại qua bản dịch ấy, nó có rất là nhiều điểm khác biệt so với cái bản Pali. Là vì sao? Tôi nói một chuyện rất là mềm thôi. Thứ nhất, cái từ ngữ của ông A đó làm sao giống từ ngữ của ông B là sẽ giống được. Thì cũng có chữ đó, ông A ông lúc dịch đó, ông cái cách người dùng chữ, ông cái khả năng tu từ của ông nó nghèo hơn ông B. Rồi chưa kể ông B đó, ông B năm trước so với ông B năm sau đó cũng là ổng đó, mà cách nhau một năm là đại khác rồi nha. Mà trong khi đó đó, mình đọc sách dịch đó, thì mình phải lệ thuộc 100% vào cái ngôn ngữ của cái người dịch. Nó khổ như vậy, họ cho mình cái gì thì mình nhận cái đó, có giỏi lắm đó, thì mình suy diễn thêm nha. Cho nên đó là họ cho mình cái gì mình suy diễn, chứ mình không có khả năng tham dự vào cái bản thì nguyên bản. Thứ hai, đó là cái chỉ điểm quan trọng nè, ở mỗi cái văn bản mình liếc mắt vô nó cho mình một cái tâm cảm khác nhau nha. Có hiểu cái chữ tâm cảm không? Ví dụ như cũng cái bản dịch đó, mà bản dịch đó mà của Sư Chánh Thân, thì tôi đọc vô nó không giống cái bản, cái tâm trạng của tôi nó không giống khi tôi đọc cái bản dịch của Sư Thiện Minh. Mà tôi đọc cái bản dịch của Sư Thiện Minh đó, thì cái tâm trạng của tôi nó không giống như là cái bản dịch của Sư Tâm Pháp. Mà cái bản dịch của Sư Tâm Pháp tôi đọc vô thì nó không có giống như là lúc mà tôi đọc cái bản dịch của Sư Pháp Thân. Mặc dù chỉ một cuốn do bốn vị dịch nha, nhưng mà mình thấy cái ngôn ngữ của Sư Chánh Thân, Sư In, Sư Nguyệt Thiên đó, in ở Chân Đô đó, không có giống như Sư Thiện Minh, mà Sư Thiện Minh không giống như Sư Tâm Pháp, mà Sư Tâm Pháp thì không giống như Sư Pháp Thân, mà Sư Pháp Thân thì không giống như Ngài Hộ Pháp ở núi Dinh. Nhớ nha, nhớ. Cho nên mỗi người như vậy họ ban cho mình cái bối cảnh tâm lý như thế nào, khi mình đọc bản dịch của họ thì họ ban cho mình cái gì thì mình chỉ có nhận được bao nhiêu đó. Và có một chuyện mà các vị bắt buộc phải đồng ý với tôi đang nói lạc đề, tôi thấy cần mà tôi vẫn làm, đó là cái cảm giác của mình lúc mình đọc cái đoạn kinh đó mà bằng tiếng Pali đó, nó đặc biệt lạ lùng lắm. Mình thấy mình gần với Phật hơn bao giờ hết, nhớ cái đó. Cho nên các vị làm ơn, nếu mà có thu xếp được thì nên học tiếng Pali, nhưng mà dĩ nhiên một tháng không đủ cái tới đâu hết, nhưng mà ít ra thì nó là cái cho các vị là những cái khái niệm. Rồi mốt làm thỉnh ni sư làm thêm một khóa một tháng nữa hay là ba tháng, cứ như vậy. Mà tôi cũng lấy làm ngạc nhiên là tại sao một tháng, là sao tôi không biết tiếng Bali mà một tháng thì coi như là ok cái chuyện của các vị. Nhưng mà tôi hy vọng là cái tháng này là tháng điểm tâm thôi nha,
còn phải có cái bữa dinner là bữa lunch nữa. Ok, thì cái bài kệ này nè, cái vị thiên tử này nói như thế này: Bạch Thế Tôn nói với cái người mà có trí nè, có niệm nè, có định nè, là sao nữa, có trí, có niệm, có định nè. Thì họ đi lại trong cái cuộc đời này nè, họ đi lại trong cái cuộc đời này nè, nó thoải mái, giống như là cái con thú mà nó ở cái chỗ không có mũi. Người có tu tập về có đời sống nội tâm nó thấm ở chỗ này, không có cái gì nó bực mình cho bằng. Cái chuyện chỗ đó nó nguy hiểm, nó bị đe dọa đánh mạng này khỏi nói rồi. Còn có trường hợp thứ hai là cái chỗ rùi mũi, con gì con buồn mắt nhiều quá cũng phiền. Cái vị nào ở từng cái nhà quê biết sáng sớm hả, sáng sớm mà có mấy con buồn mắt, đến tối rồi có mấy con mũi, trâu với bò nó sợ lắm, đự như trâu lớn như bò, cái tụi nó sợ buồn mắt, nó sợ mũi, nó không được thoải mái. Các vị có là tiến sĩ, là bác sĩ, các vị có là triệu phú, có là tỷ phú gì đi nữa, nhưng mà gặp rùi gặp mũi là quý vị chịu không nổi nha. Không có gì mà tôi sợ cho bằng cái con rùi. Mình nhìn lên trên bàn ăn mà thấy nó đảo một vòng mà thấy lạnh sống. Cái kỳ mà tôi đi Miến Điện mà tôi muốn uống cái nước thốt nốt, tôi tính kêu mà tôi gọi tôi thấy mình nó bu mà kính mít là tôi lạnh sống nha. Cho nên cái đời sống mình không rùi con mũi nó thoải mái biết bao nhiêu. Mà cái vị mà chứng thiền á, được ví tạo độc lóc bóng lửa, mà cho đến hôm nay không biết Phật dạy cái gì. Đúng bởi mình cao hứng, mình thấy xuất gia là thanh tịnh quá, là con đường ngắn nhất để đi đến giải thoát, không mất thời giờ như cư sĩ. Nhưng mà tới hồi một lúc nữa đó mình bình tĩnh, mình nghĩ lại mình biết được gì trong những ngày tháng mình làm ông sư, làm tu nữ vừa qua, lúc mới tá quả. Cho nên cái cách đó gọi là cách trốn tránh cực đoan cùng chết. Rồi cái cách thứ ba đó là đầy nơi ăn ngoan, rất lưu khôn ngoan, nhưng mà ẩn náu không khôn ngoan, có nghĩa là cái chỗ ở nó không nằm ngoài cái vùng nguy hiểm. Thì cũng có những người tu hành mà coi như là giữ giới thanh tịnh, có thiền định, có chứng thiền, ngon lành lắm. Tuy nhiên đam mê ở trong cái mình có, đam mê trong cái mình có thì vẫn được xem ngày nay ăn mồi khôn ngoan, rút lui khôn ngoan, nhưng ẩn náu không có khôn ngoan. Chỉ có cái hạng thứ tư thôi, có nghĩa là biết lìa bỏ phiền não, biết an trú trong pháp và không chìm đắm trong những cái thành tựu sở chứng của mình, thì đây được gọi là cái vị này khôn ngoan nhất nha. Các vị nhớ những cái đó. Cho nên cái bài kinh này nè là cái bài kinh nó được dẫn tới, nó liên hệ tới bài kinh khác. Các vị làm sao mà có một ngày đọc bài kinh này mà mình có thể liên tưởng đến cái bài kinh khác, liên tưởng tới bài kinh khác, không, tôi là thất sĩ, liên tưởng tới bài kinh khác. Cho nên là nhớ dùm cái đó. Điểm độc đáo của Phật giáo, Đức Phật nói ít bao nhiêu thì cũng bao, thì vẫn có thể bao hàm vạn pháp trong đó. Vài ngày có nói mênh mông bao nhiêu thì cũng nhắm đến một mục đích duy nhất là cứu cánh giải thoát. Nhớ cái đó. Chính vì chỗ này cho nên cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn kêu gọi ở các vị Phật tử đó là làm thế nào nhìn bài kinh này mà có thể liên tưởng được vô số những bài kinh khác. Nhờ vậy cái hiểu của mình nó được sâu hơn, nó rộng hơn nha. Thì ở đây đó, thì cái vị thiên tử này đó đã trình bày cái điều mà nãy giờ chúng tôi vừa giải thích đó. Có nghĩa là vị này nói rằng một hành giả dầu tăng hay là tục, tăng có nghĩa là tu sĩ mà tục nghĩa là cư sĩ nha, tăng ni hay là cư sĩ, thì có được cái trí tuệ, có được cái chánh niệm và có được cái thiền định đó, thì vị đó đi lại giữa đời này an toàn và thoải mái, như là thú ở vùng không, ở một chỗ không có mũi, như là cá mà nó phá được cái lưới. Rồi sao nữa, ba răng cái mít xanh thì đến được bờ kia một cách an toàn là vậy đó. Chứ còn mà mình chưa phải là người đến được bờ kia một cách an toàn đâu, tắt thở rồi mình đi về đâu mình không có biết. Hồi nãy tôi nói rồi, đầu hôm là tỷ phú mà rạng sáng là ra ngoài đống rác nằm ngoài rồi,
sanh là mấy con gì, con dồi, con ruồi, con gì mình đâu có biết nha. Cái mình không thể thể gọi là ba răng nó sẽ đến bờ kia, mình mà tắt thở rồi thì nó cái gì cũng bắp bắp lên và mong mong manh ghê gớm lắm nha. Cho nên ở đây đó là chỉ có cái người nào mà có được định, có tuệ, có trí, trong chỗ này nó eco đi là định nha. Đây mình học thêm được từ mới, eco đi là tức là ekaggata là samadhi nhé. Còn cái nipaka ở đây đó nó chính là panya, là nhà đó, là trí hay là tuệ. Còn cái thứ ba là cái sattā, đây chính là cái sati. Ở đây các vị nhìn cái bản Pali, các vị thấy chữ sati manto đó, sati manto có nghĩa là người có niệm, tức là chánh niệm đó, người có chánh niệm. Thì có ba cái này đó thì được gọi là sự an toàn. Ba cái này, ba cái có được ba cái này thì cái người tu đó mới được xem là an toàn. Trong kinh Chuyển Luân Thánh Vương hả? Trong kinh Chuyển Luân Vương, Sư Tử Hống Trường Bộ hả? Trường Bộ. Trong đó có nói một cái hình ảnh rất là độc đáo. Đó là giống như một cái con diêm cúc mà ở ngoài ruộng sau cái mùa cày á, cái mùa ta cày ruộng đó, thì cái mỗi lần mà nó sợ hãi thì nó chung ở dưới cái những cái đuống cày đó nó trốn. Như thế nào thì một vị tỳ kheo á muốn an toàn á thì phải lui tới lai vãng ở trong cái cảnh giới của mình thôi. Và tuy rằng trong bài kinh đó nói là tỳ kheo, nhưng mà ở đây mình cư sĩ mình cũng phải hiểu rằng mình cũng y chang như vậy. Y chang ở chỗ là phải có một cái chỗ lui tới an toàn. Đức Phật Ngài dạy rằng là không có đâu an toàn cho bằng cái đất nhà. Đất nhà tức là nhà hay là đất của mình, của cha mẹ, của ông bà mình. Như thế nào thì đời sống của một người có chánh niệm, có thiền định, có trí tuệ đó chính là cái sự lui tới ở cái vùng đất an toàn, vùng đất của chư Phật, vùng đất của thánh hiền, cái vùng đất của cái sự vô hại. Còn nếu như bất cứ giây phút nào mà mình sống nó chìm đắm trong cái mình thích, trong cái mình ghét, thì hãy hiểu rằng lúc đó mình đang đi lang thang ở một cái vùng nguy hiểm. Bên New York đó, nó có một cái vùng đất, các bạn biết là ngay cả người Mỹ trắng vẫn sợ, đó là cái khu Heartland, cái khu của da đen giống như Sài Gòn mình, tạm ví dụ thôi nha, tạm thôi. Sài Gòn mình là cái khu mà Chương Dương, Khánh Hội, Tôn Đản, Cầu Muối, Cầu Lãnh vậy đó, mình tạm hiểu hiểu nhầm như vậy. Cái dân mà Chương Dương, Khánh Hội, Cầu Muối, Cầu Lãnh, Tôn Đản, Lữ Gia đó, hoặc là sau này có khu Gia Xà đó, Mỹ Tho, có xóm Thị Khế, ví dụ như vậy. Đây là những cái khu mà coi như mình bước vô đó là mình ăn nói lơ mơ, là không có đường về nha, nó không an toàn nha. Thì ở đây cũng vậy, một cái hành giả mà bất cứ lúc nào nhớ rằng bất cứ lúc nào mà mình không có niệm thì lúc đó mình đang ở trong một cái khu vực nguy hiểm. Tôi biết tôi nói thì nhiều người không có sợ, nghĩ rằng ở thất niệm chút là có chết, đúng không có chết, nhưng mà phải nhớ rằng tất cả khổ tâm, sợ hãi, hờn giận, bức rứt, ái náy, không yên, tiếc nuối, nó đều đi ra từ những giây phút phóng dật, thất niệm. Thử một ngày sống chánh niệm đi, thử một ngày thôi, thử một ngày, các vị sẽ thấy có một cái khác biệt rất lớn, rất là lớn giữa một người sống không có niệm và một người có chánh niệm. Thử một ngày đi, thử một ngày, không gọi là thử một ngày dẹp bớt những gì không thật sự cần thiết ha, để sống chánh niệm một ngày, sống chậm là một ngày, thì sẽ thấy ra được cái điều mà tôi vừa nói, có một khác biệt rất là lớn, vô cùng lớn, cực kỳ lớn giữa một cái nếp sống thất niệm và một nếp sống có chánh niệm. Một bên nó rất là an lạc, nó rất là an lạc và nó lạ lùng lắm. Nó lạ lùng ở một chỗ đó là trên cái chữ nghĩa mô tả đó thì mình chỉ thấy rằng làm gì biết cái nấy, làm gì biết nấy, chỉ bốn chữ này thôi có cái gì đâu mà hay ha, làm gì biết nấy có gì đâu mà hay. Nhưng mà khi mình sống được như vậy rồi thì mình sẽ ngộ ra một tỷ chuyện,
mà tôi cố ý tôi dùng một cái cách nói để cho quý vị dễ nhớ. Thứ nhất, sống chánh niệm là làm gì biết đấy. Tới lúc mà sống chánh niệm rồi mình mới ngộ ra một câu thứ hai, đó là thấy vậy không phải vậy. À, hai câu này là hai câu mà quý vị Phật tử trong rung, nếu thật sự có lòng cầu đạo giải thoát phải nhớ thuộc lòng. Câu thứ nhất, sống chánh niệm là làm gì biết nấy, mình ra sao thì biết như vậy. Rồi cái thứ hai là hỏi làm như vậy để được cái gì? Hả? Có ai đã hỏi mình sống như vậy để được cái gì? Làm gì biết nấy, mình ra sao thì biết như vậy để làm chi? Thì mình chỉ trả lời một câu rất là nhẹ nhàng, thử sống một ngày như vậy đi, để thấy mọi sự, để nhìn ra mọi sự, thấy vậy không phải vậy. Cái câu thứ hai đó là thấy vậy không phải vậy. Chỉ cần mình tu nhớ hai câu này thôi, làm gì biết đấy, mình ra sao thì tự biết như vậy. Rồi câu thứ hai là vạn pháp, hoặc là mọi sự đi, cái đạo pháp cho nó cao siêu quá, mọi sự thấy vậy mà không phải vậy. Cái câu này rất là hay, cái câu này rất là hay. Mọi sự thấy vậy mà không phải vậy, có nghĩa là tất cả những gì mình thấy nó là ngọt, mình thấy nó là đắng, mình thấy nó là tốt, mình thấy nó là xấu, theo cái cách nghĩ của thế gian đó, thì khi mình làm một hành giả tứ niệm xứ, mình sống có chánh niệm, có tỉnh giác, thì mình sẽ hiểu ra một chuyện, phải nói là động trời cũng được, đó là thấy vậy mà không phải vậy. Lúc đó mình mới thấy rằng cái cơ thể của mình nó thật sự nó không như mình nghĩ, cái, nó đau khổ liên tục, và cái tâm của mình không có ngờ là có người mình nó tồi như vậy, nó hèn như vậy, nó tầm thường như vậy, nó bất tịnh như vậy, nó dơ bẩn như vậy. Mình không có ngờ nha, mình không có ngờ là mình thiếu an lạc như vậy, mình không có ngờ mình tù túng, mình chật chội, mình bay hay mình bê bối như vậy, mình không có ngờ nha. Thử một ngày trong chánh niệm để thấy ra những điều này, và nhờ vậy đó, mình được rất là nhiều thứ. Thứ nhất, mình không tiếp tục ngộ nhận về bản thân mình nữa. Thứ hai, mình phát hiện ra cái gì cần thêm, cái gì cần bớt và cái gì cần sửa. Chưa hết, chỉ có hành giả tứ niệm xứ mới là người có được cái khả năng nhìn ngắm mọi sự từ nhiều phía. Không biết nãy giờ trong rừng có nghe đầy đủ hay không? Trong rừng có nghe đầy đủ những điều tôi nói không? Dạ rồi. Tức là chỉ có hành giả tứ niệm xứ mới là người có khả năng nhìn ngắm mọi sự từ nhiều phía, có khả năng nhìn từ ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra, ở ngoài nhìn vô và ở dưới nhìn lên. Nhớ nha, muốn cho dễ nhớ nè, ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên là một cặp, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vô là một cặp nữa. Nghĩa là từ bốn cấp độ, trên nhìn xuống, dưới nhìn lên, trong nhìn ra và ngoài nhìn vô, thì chỉ có cái cách nhìn này nè thì nó mới không có lòi lõi, nó mới không có phiến diện, nó không có một chiều nha. Đó giờ mình cứ quen, mình cứ nhìn, mình đánh giá mọi sự là từ góc độ của mình, không có bị, biết có bị còn nhớ cái chuyện tôi đang nói hay không. Tôi nói một lúc nào đó các vị hãy thử đi, mình nhìn mình từ góc độ của người khác á. Tôi nhắc lại, thử đi, lạ lắm, nó lạ lắm. Từ xưa đến giờ mình nhìn mọi sự là từ cái góc độ của mình nhìn ra không à. Bây giờ mình học từ ở trong mình, ở ngoài mình nhìn vô, nó lạ lùng lắm. Thử bữa nay tới bây giờ tôi im, bây giờ tôi không giảng nữa. Các vị thử, nếu mà bây giờ đang đi làm thì thôi, mà nếu bây giờ các vị ở nhà đó, hoặc đang ở chùa, thử đi, lạ lắm. Mình bỏ ra một ngày mình nhìn mình giống như một nhìn của người khác, đặc biệt lắm. Thì ra mình bê bối như vậy, thì ra mình khó nhìn như vậy, thì ra mình khó ưa như vậy, thì ra mình dễ ghét như vậy, thì ra mình bất tịnh như vậy. Nó lạ lắm quý vị, nó có rất là nhiều chuyện mà mình cứ lo mình nhìn người khác từ góc độ của mình, rồi đến lúc mình quan sát mình á, mình cũng nhìn từ góc độ của mình. Bây giờ mình làm ngược lại, mình quan sát mình nè từ góc độ của người khác, rồi mình quan sát người khác á bằng từ góc độ của họ. Thử đi, đặc biệt lắm nha. Mình nhìn mình đang ăn, mình nhìn mình nói chuyện, mình nhìn mình phản ứng như thế nào trong đời sống thường nhật,
rất là quan trọng. Đó chính là nội dung bài kinh mà tôi vừa vừa trình bày và chúng ta vừa nhìn thấy trên 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 cái screen đó, bài kinh mà gọi là bài kinh Thiên Tử Chandimasa, phải được hiểu như vậy. Hẹn xin hẹn gặp bà con vào ngày thứ năm. Ok, bye bye.